chương 489, giáo huấn. Gia luật tề xoa giữa mày đi vào chính mình doanh trướng. Mới vừa đi tiến vào liền cảm thấy có điểm không thích hợp tay liền đã nắm lấy chính mình bên hông loan đao, từng bước một thật cẩn thận hướng về bên trong đi đến, loan đao đã rút ra một tiểu tiệt. Chính là ở nhìn đến chính mình trên giường cư nhiên an an tĩnh tĩnh nằm một nữ nhân. Gia luật tề lập tức bất mãn đối với bên ngoài trách mắng, người tới. Đại vương nột vẫn cho rằng xảy ra chuyện gì vội vàng đi đến, nhìn đến trên giường người cũng mang theo kinh ngạc. Ném vang ra, thật đương hắn người nào đều nguyện ý ngủ sao? Gia luật tề lạnh giọng nói. Nột vẫn vội vàng gật đầu, nữ nhân này cũng đúng là tìm chết, xem ra bị ném văng ra lúc sau chỉ sợ có tội bị đi, nột vẫn đi qua đi thấy rõ ràng trên giường nằm người sắc mặt biến đổi, đại. Đại vương là, là. Gia luật tề không vui nhíu mày quay đầu lại nhìn đến nột vẫn vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng đứng ở tại chỗ tay còn không dừng chỉ vào trên giường người, ra luật tề vừa mới xem cũng chưa thấy thế nào, hiện giờ nghiêm túc xem qua đi chỉ cảm thấy cái này sườn mặt cư nhiên mạc danh có vài phần quen thuộc. Lập tức đi qua thấy rõ, khuôn mặt cũng mang theo sơ qua kinh ngạc. Đại vương cư nhiên là nam sở cửu vương phi. Hơn nữa là bọn họ lần trước ân nhân cứu mạng A kỳ thật nột vẫn đối mục thanh ca ấn tượng rất không tồi, chính là nàng như thế nào lại ở chỗ này. Đại vương, thoạt nhìn, nàng tự hồ bị người mê đi. Gia luật tề đã mới vừa nhìn ra tới, lập tức đối với nột vẫn xua xua tay ý bảo hắn lui ra ngoài, nột vẫn cũng không có tưởng như vậy nhiều trực tiếp lui đi ra ngoài. Gia luật tề vẫn luôn đứng ở mép giường nhìn mục thanh ca. Nam sở cửu vương phi, mục thanh ca. Mục thanh ca có chi giác giật giật mí mắt cảm giác đầu như cũ có hôn mê, nhưng là càng có rất nhiều từ bụng dâng lên một trận nhiệt lưu làm nàng cả người đều lửa nóng lên, mục thanh ca bá một chút mở to mắt dùng dược dùng độc tinh vi nàng sao có thể không thể tưởng được là cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Nhớ tới mục chỉ lan ở nàng hôn mê phía trước câu nói kia, mục thanh ca đáy mắt hiện lên tàn nhẫn. Mục thanh ca đột nhiên ngồi dậy lúc sau, phát giác bên kia có người ngồi uống trà. Mục thanh ca xem qua đi, cư nhiên là ra luật tề. Mục chỉ lan, người còn thật là hảo thủ đoạn A, à, nếu là người bình thường, có lẽ việc này thực mau đã bị che lấp đi lên, cho nên ngươi liền tìm tới đại nhung vương gia luật tề. Cửu vương phi, đã lâu không thấy. Gia luật tề không có phát giác mục thanh ca không thích hợp đối với nàng ôn hòa hiền hậu có lễ cử một chút chén trà. Mục thanh ca áp xuống trong cơ thể không khỏe. Đứng dậy đi qua, đại nhung vương. Cô thật là không nghĩ tới cửu vương phi cư nhiên sẽ đến chúng ta đại nhung làm khách chịu đại nhung công chúa mời, không thể không tới. Mục Thanh ca lời ít mà ý nhiều nói. Nói như vậy cũng là Uyển Nhi làm người tiến vào cô doanh trướng bên trong. Gia luật tề nghe được cư nhiên lão Uyển Nhi đem nàng thỉnh đến đại nhung liền mang theo vài phần kinh ngạc. Không biết cửu vương phi đến cô doanh trướng chung có mục đích gì vẫn là muốn đánh cắp cái gì đâu. Này liền muốn hỏi ngươi lan mỹ nhân. Gia luật tề nghe ngôn càng thêm kinh ngạc nhìn mục thanh ca, mục thanh ca thong dong lấy quá cái ly cho chính mình đổ một chén nước, nước lạnh tạm thời áp chế nàng trong cơ thể lửa nóng. Làm nàng không khỏi ám xuyến khẩu khí, chỉ ngóng trông gia luật uyển có thể nhanh lên phát hiện nàng ở chỗ này. Cô Mỹ Nhân, thoạt nhìn cửu vương phi cùng cô Mỹ Nhân nhưng thật ra hơi có chút sâu xa a à, này có lẽ ngươi hẳn là đi hỏi một chút ngươi lan Mỹ Nhân. Gia luật tề hơi hơi nhướng mày nghe ra giọng nói của nàng bên trong tựa hồ đối chính mình cái này Lan Mỹ Nhân bất mãn. Mục Thanh Ca trong khoảng thời gian ngắn liên tục uống xong vài nước miếng, cái này làm cho gia luật tề ghé mắt nhìn Mục Thanh Ca gương mặt ửng đỏ, hơn nữa có chút không đối kinh nhẹ xuyến. Gia luật tề liền phát giác không đối kinh ngươi. Mục Thanh Ca ngước mắt nhìn mắt gia luật tề, không nghĩ tới ngươi Lan Mỹ Nhân cũng sẽ dùng như thế giờ bẩn thủ đoạn đi. Gia luật tề kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca không nghĩ tới cư nhiên sẽ là lan cơ hạ tay người mục thanh ca nắm trong tay chăn lạnh lùng nhìn ra luật tề ra luật tề minh bạch lan cơ ý tứ lập tức đáy mắt mang theo lạnh lẽo lan cơ thật đúng là cho rằng hắn ra luật tề là ngốc sao mà lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh thanh ca ra luật uyển đột nhiên chạy tiến vào nhìn đến mục thanh ca bình yên vô sự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra mục thanh ca đem ra luật uyển tới nhẹ nhàng thở ra Gia luật Uyển nhìn Mục Thanh Ca sắc mặt không thích hợp đang muốn hỏi, gia luật Tề liền đã mở miệng, Uyển Nhi, mang nàng đi ra ngoài đi. Hắn đều không phải là chính nhân quân tử, càng đẹp mắt đối phương vẫn là chính mình ái mộ nữ tử. Gia luật Tề tuyệt đối không có khả năng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng là có kỵ đối phương thân phận, càng đẹp mắt gia luật Tề cũng không nghĩ dậu đổ bìm leo. Tuy rằng chỉ thấy quá đối phương vài lần, hắn liền đã biết đối phương là cái dạng gì người, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành gia luật uyển vội vàng đem mục thanh ca nâng dậy tới một xúc dưới cư nhiên lửa nóng gia luật uyển áp xuống đáy mắt kinh ngạc cùng lạnh lẽo đỡ mục thanh ca nhanh chóng đi hướng chính mình doanh trướng. công chúa tái kỳ đoá nhìn gia luật uyển cư nhiên đỡ mục thanh ca vì thế vội vàng giúp đỡ đỡ mục thanh ca ngồi ở trên giường đi thỉnh đại phu lại đây gia luật uyển vội vàng nói không cần Mục Thanh Ca trực tiếp ngăn lại, rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vận công đem trong cơ thể mị dược bước ra tới. May mắn nàng công lực thâm hậu, loại này mị độc tạm thời có thể áp chế. Gia luật uyển nhìn đến Mục Thanh Ca vận công chế độc gật gật đầu rồi sau đó đối với tái kỳ đoá phân phó, người đi bên ngoài thủ. Đúng vậy, tái kỳ đoá nhìn mắt Mục Thanh Ca vội vàng đi ra ngoài thủ gia luật uyển đi đến bên kia cấp mục thanh ca đổ một chén nước rồi sau đó bưng tới đặt ở bên cạnh nhìn nàng cái chán vẫn luôn đổ mồ hôi không nghĩ tới nam sở cửu vương phi còn có như vậy cao thâm nội công đại khái qua một canh giờ mục thanh ca lúc này mới chậm rãi mở to mắt tiếp nhận gia luật uyển truyền đặt thủy uống liền một hơi gia luật uyển lúc này mới hỏi ngươi cùng lan cơ cái gì quan hệ nàng vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi gia luật uyển hiện tại quay đầu ngẫm lại Lan Cơ lúc trước cùng chính mình nói qua nói khả năng nguyên bản chính là nhằm vào mục thanh ca thực hảo, cư nhiên dám lợi dụng nàng, thật đúng là trường bản lĩnh. Công chúa đại thật xa đem ta đưa tới nơi này cũng là vì cái này. Lan Cơ lời nói sao? Gia Luật Huyền muốn phản bác lại phát hiện chính mình thật là bởi vì Lan Cơ nói qua nói, lập tức hơi hơi nhướng mày. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi cùng Lan Cơ là cái gì quan hệ? Nàng vì cái gì phải dùng như vậy ác độc phương thức đối đãi ngươi? Lan cơ tên thật mục chỉ Lan ta cùng cha khác mẹ con vợ lẽ muội muội. Gia luật uyển đối này hơi nhướng mày, mục chỉ lan, tên này rất là xa lạ, gia luật uyển cũng mặc kệ các nàng tỉ muội chi gian thâm cừu đại hận, ta sẽ không quản các ngươi chi gian thâm cừu đại hận. Ta lớn như vậy còn không có người dám lợi dụng ta đâu. Nói liền xoay người đi ra ngoài. Mục thanh ca che lại ngực vận công quá nhiều. Lan cơ doanh trướng bên trong đã nhận được tin tức sắc mặt đại biến còn không có tới kịp hướng đi ra luật tề thỉnh tội cũng đã nhìn đến ra luật uyển đi nhanh khí thế vội vàng đã đi tới. Lan cơ còn không có hành lễ liền đã bị ra luật uyển một cái bàn tay hung hăng đánh té ngã trên mặt đất. Công chúa, người Lan đoá mới vừa mở miệng muốn ngăn lại. Gia luật uyển trong tay roi liền hung hăng ném ở lan đoá trên mặt một đạo giữ tợn vết máu lập tức xuất hiện. Lan đoá che lại máu chảy đầm đìa mặt ngã xuống ở bên cạnh lan cơ bụng mặt mở miệng ý đồ giải thích công chúa ngươi nghe ta giải thích gia luật uyển cười lạnh nói giải thích ta gia luật uyển lớn như vậy còn chưa từng có bị người đương hầu chơi lan cơ nga không nên kêu một cái khác mới mẻ tên mục chỉ lan đúng không ngươi cho rằng ta gia luật uyển là người nào ngươi cho rằng đại nhung là địa phương nào được ta ca một chút sùng ái liền muốn bỏ đến ta trên đầu tới sao nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc mươi 490, gặp nhau không quen biết. Làn cờ cũng đoán được nàng sẽ biết được chính mình thân phận, vì thế từ trên mặt đất ngồi dậy nói, công chúa ta cũng không có lợi dụng ngươi, ta chỉ là cùng ngươi ăn ngay nói thật. Người nếu là không tin đại nhưng trực tiếp phái người đi nam sở hỏi thăm, nhìn xem ta nói có phải hay không thật sự. Người nói không tồi, ta đích sắc muốn phái người đi nam sở hỏi thăm hỏi thăm, bất quá không phải hỏi thăm mục thanh ca ôn hòa nước lạnh, mà là hỏi thăm hỏi thăm, thăm ngươi mục chỉ lan ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi trước kia là làm nhiều ít sơ bẩn sự tình mới có thể đi vào chúng ta đại nhung công chúa ta ra luật uyển thích ai chỉ biết thoải mái hào phóng quang minh chính đại đi tranh sẽ không ngầm chơi thủ đoạn trước kia ta còn là thoáng cảnh cáo ngươi ra luật uyển đột nhiên chế trụ lan cơ cầm đem nàng mặt đột nhiên nâng lên tới ngón tay hơi hơi hữu lực liền nhìn đến nàng kiều nộn cầm chỗ xuất hiện vệt đỏ, đừng cho là ta ca sẽ che chở ngươi, ngươi lan cơ còn không đáng hắn vì ngươi đắc tội nam sở. Nàng ca ca là cái gì tính tình nàng nhất minh bạch tàn khốc bá đạo, đối địch nhân máu lạnh, nhưng là đối đại nhung lại giàu có trách nhiệm tâm. Trên người hắn lá gan có bao nhiêu trọng hắn chưa từng có quên quá cho nên hắn căn bản là sẽ không bởi vì một nữ nhân mà đem toàn bộ đại nhung cấp đáp đi vào tựa như nàng giống nhau. nàng ghi nhớ chính mình đại nhung công chúa thân phận, dù cho ái mộ dịch thủy hàn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thủ hạ lưu tình. gia luật uyển xoay người rời đi lúc sau, lan cơ sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất. mỹ nhân, lan đóa không rảnh lo chính mình mặt đi nâng dậy lan cơ nhìn thất hồn lạc phách lan cơ lan đoá sắc mặt khẽ biến đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo tay nâng lên đối với lan cơ chính là một cái tắt mục chỉ lan người chớ quên chính mình thân phận chủ nhân hao hết tâm tư đem người đưa đến đại nhung người cũng không nên đã quên mục đích của ngươi lan cơ bụng mặt đáy mắt lưu truyền tàn nhẫn rồi lại không dám quá mức biểu hiện ra ngoài ta tự nhiên sẽ không quên khơi màu đại nhung cùng nam sở chiến tranh nguyên bản cho rằng một cái mục thanh ca đủ để khơi màu chiến hỏa, không nghĩ tới gia luật tề cư nhiên đưa đến bên miệng thịt cư nhiên cũng không dám ăn xong. Lan đoá chơi chẽ nói. Lan cơ đang định nói chuyện, lại nghe đến bên ngoài truyền đến đại vương giá lâm thanh âm, Lan đoá biểu tình lập tức biến yếu, đi theo Lan cơ phía sau. Lan cơ tham kiến đại vương. Gia luật tề đi đến Lan cơ bên người gợi lên nàng cầm, nhìn nàng hai bên gương mặt đều là sưng, huyền nhi đánh lan cơ trong mắt mang theo ủy khuất nước mắt gật gật đầu nói là lan cơ tự tìm lan cơ nghĩ hiện giờ nam sở cùng đại nhung chiến tranh sắp tới mà cửu vương phi vừa vặn tới cho nên lan cơ liền nghĩ vì đại vương phân yêu giải nạn không nghĩ tới người cái gọi là phân yêu giải nạn thật là vì cô sao lan cơ ngẩng đầu nhìn ra luật tề liếc mắt đưa tình nói đại vương tuy rằng lan cơ cùng cửu vương phi chi gian có chút ngăn cách nhưng là lan cơ thể xác và tinh thần tuyệt đối trung thành với đại vương gia luật tề cọ sát lan cơ gầm nữ nhân này tựa như hiện giờ sưng đỏ mặt lại vẫn là làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. bất quá hiện giờ gia luật tề nhìn nàng càng nhiều còn lại là nguy hiểm người suy nghĩ cái gì ta quản không được nhưng là ngàn vạn không cần nghĩ như thế nào dao động đại nhung bởi vì ngươi sắp sửa trả giá đại giới ngươi xa xa không thể tưởng được. lan cơ sắc mặt có như vậy nháy mắt cứng đờ chính là thực mau liền bị che lấp qua đi người cùng mục thanh ca chi gian có cái gì ân oán cô quản không được nhưng là cô cảnh cáo ngươi không cần ở trên người nàng động tâm tư nếu không cô làm ngươi chết không có chỗ chôn gia luật tề thứ tạ ấn xoay người rời đi lan cơ trắng bạch thẳng tắp cứng đờ đứng ở nơi đó lan đoá nhìn theo gia luật tề rời đi không nghĩ tới gia luật tề nhưng thật ra thật sự đối mục thanh ca động tâm tư nghe lan đoá nói như vậy lan cơ sắc mặt càng thêm khó coi vì cái gì nàng thích nam nhân đều ái mục thanh ca phượng nguyệt minh là như vậy hiện tại gia luật tề cũng là như thế này nàng tuy rằng đối gia luật tề không có đối phượng nguyệt minh như vậy thích nhưng là dù sao cũng là nàng nam nhân có loại đồ vật bị người đoạt cảm giác nam sở hoàng cung phượng hạo hiên đã nhận được phương xa truyền đến tin tức ý của ngươi là nàng hiện tại ở đại nhung thanh hoa gật gật đầu nói là bị đại nhung công chúa mang đi phượng hạo hiên ngón tay gõ long ỉ hoàng thúc cư nhiên sẽ làm người đem nàng mang đi mà không áp dụng thi thố chắc là lúc trước có phân phó cho nên phượng hạo hiên gật gật đầu nàng nhưng thật ra đem hết thảy đều tính cẩn thận cư nhiên đem an bình đưa đến bắc lệ gấp ly ca cười chiếu cố hoàng thượng có bắc lệ phù hộ chúng ta người căn bản là tìm không thấy trường nhạc quận chúa nàng tính như vậy hảo sao có thể làm chúng ta thực hiện được thôi thanh hòa rũ xuống đôi mắt đại nhung mục thanh ca đã cho chính mình thi châm đem trong cơ thể mị độc tất cả bài trừ mà gia luật uyển cũng làm người bưng lên đồ ăn mục thanh ca ngồi xuống cùng gia luật uyển cùng nhau dùng cơm gia luật uyển nhìn mục thanh ca hỏi ta nghe nói ngươi cùng cửu vương ra rất là ân ái như vậy ngươi là như thế nào nhận thức dịch thủy hàn mục thanh ca có chút mạc danh nhìn gia luật uyển không phải đang nói nàng cùng tiệt trần sao như thế nào lại nhấc lên dịch thủy hàn mục thanh ca nhướng mày nói dịch tướng quân đại danh nam sở mỗi người đều biết, ta là nói các ngươi là như thế nào nhận thức. Ta thừa tướng cha ngày sinh thượng nhận thức, người đối hắn cảm giác thế nào. Mục thanh ca buông chiếc đũa nhìn ra luật uyển ta nói công chúa điện hạ nên không phải là cho rằng ta ôn hòa tướng quân chi gian có cái gì ái muội quan hệ đi. Chẳng lẽ không phải sao? Người cho rằng có khả năng sao? Mục thanh ca hỏi lại, ta đã có thế gian tốt nhất nam nhi như thế nào nhìn chúng dịch tướng quân? cái gì thế gian tốt nhất nam nhi dịch thủy hàn mới là thế gian tốt nhất nam nhi người nếu là không có ánh mắt liền không cần nói hưu nói vượn gia luật uyển lập tức cũng không quan tâm nói từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được một câu nói dịch thủy hàn không tốt lời nói gia luật uyển đều sẽ phản bác nguyên lai like ngươi bởi vì dịch tướng quân mới đưa ta đưa tới đại nhung chắc là lan cơ nói cái gì đi gia luật uyển nói ta bất quá chính là muốn nhìn một chút nam sở cửu vương phi là cái cái dạng gì người người như thế nào sẽ thích dịch tướng quân? Người ôn hòa tướng quân lại là như thế nào nhận thức? Ta như thế nào liền không thể thích hắn, ta chưa gả hắn chưa cưới. Mục thanh ca gật gật đầu, các ngươi là ở trên chiến trường nhận thức, người như thế nào biết? Trừ bỏ cái này ta tạm thời còn không thể tưởng được khác. Gia luật uyển gật gật đầu, giống như là đem mục thanh ca trở thành bằng hữu giống nhau nói ta 13 tuổi liền tùy phụ huynh trinh chiến xa trường nhiều năm qua tuy rằng hiểm trở nhưng là chưa bao giờ chịu quá cái gì đại thương, cũng không có người có thể thương ta, nhưng là mấy năm trước cùng nam sở một lần giao chiến, hắn lại trọng thương ta. Ta nhưng ở trên giường bệnh ước chừng nằm hơn một tháng mới chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước chính là sợ hãi nàng ca, đem đại nhung sở hữu đại phu đều tìm tới cấp nàng trị thương, mới đưa nàng ở quỷ môn quan kéo lại. Từ đó về sau gia luật uyển liền nhớ kỹ cái kia lạnh lùng hướng về chính mình bắn tên nam nhân. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ lần sau tương ngộ nhất định phải thật mạnh đánh trả chính là lại không có nghĩ đến vừa bước cư nhiên chính là nhiều năm như vậy mới gặp mặt. Hơn nữa phát hiện chính mình tái kiến hắn căn bản là không muốn động thủ bị thương hắn. Nàng gia luật uyển không phải ngượng ngùng hạ người, đã sớm phát hiện chính mình thích dịch thủy hàn, chỉ là nhất đẳng lâu như vậy. Mục thanh ca nghe nàng lời nói gật gật đầu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như thế này. Ta càng không nghĩ tới hắn trọng thương ta cư nhiên còn không nhớ rõ ta. Nghĩ đến này ra luật uyển liền mặc danh mang theo hỏa, nàng nhớ kỹ nhân ra nhiều năm, chính là nhân ra căn bản là không nhớ rõ nàng. Bất quá ra luật uyển có tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ không làm hắn đã quên chính mình. Mục thanh ca cười cười nói, dịch tướng quân tính tình lạnh lùng, cũng không hái hoa ngắt cỏ, có thể làm hắn nhớ rõ trụ nữ nhân chỉ sợ một cái bàn tay cũng số lại đây. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu tuyết đọc. chương 491 chiêu hàng. Gia luật uyển nghe Mục Thanh ca nói gợi lên một tia ý cười, nàng nhìn chúng nam nhân quả nhiên không có sai. Bất quá ta rất tò mò, hiện giờ nam sở cùng đại nhung là đối địch quan hệ, ngươi thích dịch tướng quân. Nếu ta không có tưởng sai nói, ngươi hẳn là còn muốn gả cho dịch tướng quân, chính là nếu là như thế này, ngươi sẽ không sợ dẫn phát đại nhung bá tánh bất mãn sao. Rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, đối đại nhung uy hiếp lớn nhất trừ bỏ phượng tiệt trần đó là dịch thủy hàn gia luật uyển cười nói ha ngươi cho rằng chúng ta đại nhung con dân cùng các ngươi giống nhau sao chúng ta đại nhung nhân tính tình tiêu sái nhất coi trọng anh hùng dũng sĩ mà dịch tướng quân đó là tốt nhất dũng sĩ chúng ta đại nhung con dân chỉ biết kính trọng ta nếu là có thể gả cho dịch tướng quân chúng ta đại nhung con dân chỉ biết cảm thấy vô cùng kiêu ngạo gia luật uyển nói lời này thời điểm trên mặt đều phát ra chân thành ý cười nếu đại nhung cùng nam sở thế như nước với lửa ngươi sẽ lựa chọn dịch tướng quân vẫn là đại nhung mục thanh ca hỏi gia luật uyển không phải không có nghĩ tới vấn đề này chỉ sợ ca cũng nghĩ tới vấn đề này nhưng là hắn lại cũng không có bởi vậy mà ngăn cản nàng gia luật uyển nhìn mục thanh ca trịnh trọng chuyện lạ nói ta gia luật uyển là đại nhung công chúa điểm này vĩnh viễn đều thay đổi không được chỉ cần đại nhung gặp nạn ta thân là đại nhung công chúa ta có trách nhiệm phù hộ ta con dân liền như ngươi nói nếu thật sự làm ta lựa chọn ta sẽ lựa chọn đại nhung nhưng là ta cả đời không gả nàng trên vai có không thể trốn tránh trách nhiệm dù cho gả làm người phụ cũng sẽ không quên sinh dưỡng nàng đại nhung mục thanh ca kinh ngạc nhìn ra luật uyển người vẫn luôn không gả đó là bởi vì ái mộ dịch tướng quân Gia luật uyển trầm mặc mà chống đỡ, đại nhung hảo nam nhi có rất nhiều nhưng là nàng xem thượng mắt lại không có. Thế gian có bao nhiêu nữ tử trên người có gia tộc gánh nặng. Không thể nề hà hết sức chỉ có thể gả cho người khác mà gia luật uyển lại không giống nhau, nàng chung với chính mình quốc gia, nhưng cũng chung với chính mình cảm tình. Không thể làm được đẹp cả đôi đàng, nhưng là nàng cũng sẽ không cô phụ nàng chính mình bản tâm. Gia luật tề đi đến mục thanh ca trước mặt thoạt nhìn ngươi khôi phục không tồi mục thanh ca ngẩng đầu nhìn ra luật tề nhờ phúc ra luật tề ngồi vào mục thanh ca bên người nhìn nàng thanh lãnh khuôn mặt ngươi ở chúng ta đại nhung nhưng thật ra không chút nào sợ hãi chẳng lẽ không có nghĩ tới cô dùng ngươi tới uy hiếp phượng tịch trần sao nam sơ cửu vương phi phân lượng chính là không bình thường này thật là cái không tồi chú ý ngươi thật sự có thể thử xem mục thanh ca không giận phản cười người một chút đều không lo lắng lo lắng hữu dụng sao gia luật tề nhướng mày cười hỏi uyển nhi hẳn là có cùng ngươi chuyện quần nàng mục thanh ca ngước mắt nhìn về phía gia luật tề gia luật tề nói dịch thủy hàn là cái cái dạng gì người điểm này chỉ sợ đại nhung vương so với ta rõ ràng đi ngươi cùng hắn đã không phải lần đầu tiên giao chiến cứ việc như thế gia luật tề lại vẫn là có chút lo lắng uyển nhi hắn là cái đáng giá phó thác nam nhân nhưng là uyển nhi dù sao cũng là đại nhung người đích xác, nếu là tiên hoàng trên đời khả năng sẽ đồng ý hôn sự này. Nhưng là hiện giờ Phượng Hạo Hiên thành hoàng đế, mà Dịch tướng quân là Phượng Tiệt Trần người, nếu làm dịch tướng quân cưới đại nhung công chúa, cùng đại nhung kết thân. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh, Đại nhung vương hẳn là biết hiện giờ nam sở tình huống. Gia luật tề tự nhiên minh bạch, cũng không sợ cùng ngươi nói hiện giờ chúng ta tình cảnh đã là phi thường gian nan nếu không ta cũng quả quyết không có khả năng đem hai đứa nhỏ mang ly chính mình bên người mục thanh ca nói đến hai đứa nhỏ trong mắt đều là không tha chính là lại không tha lại có ích lợi gì đâu nguyên bản đại nhung cùng nam sở một trận chiến này tuyệt đối không có khả năng làm tiệt trần lại đây nhưng là bất quá ngươi nếu là muốn thừa dịp nam sở nội loạn dựng lên tiêu diệt nam sở tâm tư chỉ sợ ngươi liền mười phần sai bởi vì nam sở lại nội đấu cũng tuyệt đối sẽ không quên chính mình là nam sở người, cho nên ngươi muốn cấu kết Phượng Lan Dực căn bản là vô dụng. Đây cũng là ngươi thuyết phục Phượng Lan Dực nói sao? Không sai biệt lắm đi. Mục Thanh ca nhìn về phía gia luật tề, nói ta biết ngươi rất đau ngươi muội muội ta cũng hỏi qua nàng lựa chọn, nàng sẽ lựa chọn đại nhung nhưng là sẽ cả đời không gả. Ta tưởng ngươi nhất định không muốn xem ngươi muội muội chung thân không gả đi. Ngươi muốn nói cái gì? gia luật tề thâm trầm mặt nhìn Mục Thanh ca. Mục Thanh ca cười cười nói, Đại Nhung chỉ là nam sở cùng Tây Duyên Biên giới kẹp ở bên trong một cái tiểu địa phương, tuy rằng ngươi hàng năm chinh chiến xa trường. Nhưng là Đại Nhung bá tánh nguyên bản liền không nhiều lắm, khắp nơi chinh chiến sẽ chỉ làm nguyên bản liền thưa thớt các tướng sĩ càng thêm thiếu, mà Đại Nhung bá tánh mất đi chính là thân nhân. Người nhà, hài tử, ngươi thân là Đại Nhung vương đây là ngươi vui nhìn đến sao? Gia luật tề trầm khuôn mặt hai tròng mắt mang theo thăm trầm, nhìn mục thanh ca ánh mắt mang theo thăm dò. Đây đúng là bọn họ đại nhung mạch máu, bọn họ tuy rằng các đều là dũng sĩ, nhưng là nề hà ít người, mỗi lần chinh chiến đều sẽ hy sinh rất nhiều dũng sĩ. Liền tính đánh thắng tổn thất lại vẫn là vô pháp đền bù cho nên hắn trăm phương nghìn kế muốn từ Tây Duyên nơi đó được đến bọn họ muốn đổ vật. Người đại nhung nhiều lần phạm ta bắc cảnh nơi, dân sinh dân oán sớm đã truyền vào tới rồi kinh đô tiêu diệt đại nhung là không thể tránh khỏi một hồi chiến dịch. Đại nhung sống hay chết ở ngươi nhất niệm chi gian. Gia luật tề cười lạnh. Nam sở có thể cấp đại nhung các ngươi muốn. Nhưng là lại cần thiết đối với các ngươi cúi đầu xương thần. Gia luật tề nhẹ phúng ra tiếng. Trên đời này không có miễn phí cơm chưa, thế gian việc khó lưỡng toàn, muốn được đến bình an con cháu hưng thịnh nhất định phải muốn trả giá đại giới. Mục Thanh Ca triển khai đôi tay nói, người nếu là nguyện ý, chúng ta nam sở có thể đem ngươi phân chia vì một cái nước phụ thuộc lương thảo, áo bông, ngựa chúng ta đều có thể cung cấp. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi, điểm này ngươi hẳn là thực minh bạch. Như vậy điều kiện ngươi nam sở có thể cung cấp cho chúng ta, Tây Duyên cũng có thể, còn có thể so các ngươi càng tốt. Chỉ cần nắm giữ ở Tây Duyên Thái tử liền nắm giữ Tây Duyên mạch máu. Chỉ cần hắn ra luật tế tưởng, liền có thể một tay đoạt được Tây Duyên. Tây Duyên Thái tử sao? Người xác định tin được sao a? À, hắn bất quá là Tây Duyên Đông Đảo Hoàng tử bên trong Thái tử Điện Hạ về sau sự tình sẽ như thế nào không có người biết. Hắn có thể hứa hẹn ngươi cái gì? Nói như vậy, ngươi có thể làm chủ. Mục thanh ca dơ lên cười tuyệt trần tâm tư nàng như thế nào sẽ không rõ, ra luật tề là chiến trường khó được kêu hùng, nhân tài như vậy sao có thể không nghĩ muốn ôm nhập kỳ hạ tự nhiên. Như thế dưới, tự hồ cô chỉ có một lựa chọn. Đại Nhung Vương, ta thừa nhận ngươi là trên chiến trường kiêu hùng, nhưng là nề hà thân ở Đại Nhung, đương nhiên nếu không có đang ở Đại Nhung chỉ sợ thành tựu không được ngươi. Mục Thanh Ca một phen lời nói làm ra luật tề lâm vào trầm tư bên trong, mãi cho đến ban đêm đều không có đến ra kết luận. Ca, gia luật uyển đi đến gia luật tề doanh trướng bên trong. Nhìn mặt ủ mày trao gia luật tề, nhăn lại mày nói, hôm nay cửu vương phi cùng ngươi lời nói ta đều nghe được. Gia luật tề duỗi tay mơn trớn gia luật uyển hơi nhếch lên sợi tóc. Gia luật uyển giống như khi còn nhỏ giống nhau kéo gia luật tề tay dựa vào hắn trên người ca ta tin tưởng mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định đều là vì chúng ta đại nhung hào. Ta cùng đại nhung bá tánh đều sẽ vĩnh viễn duy trì ca ca. Gia luật đồng lòng đau mơn trớn gia luật uyển sợi tóc hắn muội muội nguyên bản hẳn là quá hạnh phúc hưởng lạc nhật tử chính là sinh ra đại nhung nhiều ít có chút thân bất do kỳ như vậy yên ổn nhật tử là bất luận kẻ nào đều hướng tới, huống chi hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, đại nhung bá tánh dân chúng lầm than, hắn tuy rằng là vì đại nhung tương lai mà chiến. Nhưng là rốt cuộc hy sinh người quá nhiều quá nhiều. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. mươi 492 Cứu Người Mục Thanh Ca thân phận đã không phải ban đầu như vậy xấu hổ, nhưng thật ra có thể ra tới đi lại đi lại nhìn xem đại nhung người sinh hoạt. Giống như là hiện đại nhà bạt giống nhau, bọn họ đám người đều là kết bạn ở bên nhau, hơn nữa thoạt nhìn cũng là phi thường hòa thuận vui vẻ. Hơi Hoang Vu Thảo nguyên phía trên như cũ vang vọng hài đồng non nớt cười vui thanh. Mục Thanh Ca nhìn những cái đó ở cách đó không xa chạy tới chạy lui hài đồng nhóm, không khỏi nghĩ tới Nguyệt Hy, lâu như vậy cũng không biết hắn ở Đông Ly như thế nào. Tự nhiên có không ít đại nhung người đều thấy được Mục Thanh Ca, biết đây là đại vương cùng công chúa khách quý đối với Mục Thanh Ca cũng đều sôi nổi có lễ. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Làn cơ vừa vặn đi ra nhìn đến Mục Thanh Ca cư nhiên đứng ở nơi đó, lập tức không khỏi phân trần trực tiếp đi tới Mục Thanh Ca bên người, thật lâu không thấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ bản lĩnh lại tăng trưởng không ít, Mục Thanh Ca liền cái con mắt đều không có cho nàng. Lan cơ cũng không ngại, hiện tại đại nhung người đều đã biết ta thân phận, tỷ tỷ cái này vừa lòng sao? Vừa lòng, vì cái gì muốn vừa lòng, ngươi không phải còn sống sờ sờ đứng ở ta trước mặt sao? Mục thanh ca hơi hơi nghiêng đầu quét về phía lan cơ, đôi mắt chỗ bí mật mang theo vài phần lạnh lẽo. Chính là dơ lên khóe miệng rồi lại làm người cảm thấy có vài phần mạc danh quen thuộc. Nghe lời này tỷ tỷ nhưng thật ra đối ta dậy rồi sát ý, lan cơ đẹp dương môi lúc này một bé gái chạy tới hai cái thật dài đuôi ngựa rừng ở ngực bộ dáng thật là đáng yêu trong tay phủng một bó hoa tì tịch cái này tặng cho ngươi mục thanh ca có chút kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài bởi vì chạy vội có chút thở hổn hển nhưng là gương mặt ửng đỏ giống như hồng quả táo giống nhau thoáng chốc đáng yêu làm người cơ hồ nhịn không được thấu đi lên cắn thượng một ngụm mới bỏ qua mục thanh ca ngồi xổm xuống thân mình cùng nữ hài nhìn thẳng tiếp nhận nàng trong tay hoa nghe thấy một chút ân hoa rất thơm ta tin tưởng sẽ mang đến cho ta vận may nga cảm ơn ngươi tiểu nữ hài thẹn thùng cười cười sau đó thật ngượng ngùng chạy đi chạy đến một cái thành thật phụ nhân bên người núp ở phía sau mặt trộm nhìn mục thanh ca phương hướng mục thanh ca cười cùng nàng vẫy tay nói lời cảm tạ làm tiểu nữ hài cười càng tấp thẹn thùng một bên đứng lan cơ sắc mặt tức khắc khắc như nồi nàng chưa từng có được đến quá tốt như vậy đãi ngộ đại nhung hài từ nhìn đến nàng đều trốn rất xa không ít đại nhân đều ở sau người nói nàng nói bậy, nói nàng là cái hư nữ nhân trên câu dẫn nam nhân, đại nhung không ít nữ nhân đều ghen ghét nàng, hận không thể giết nàng. Nếu là không có gia luật tề sủng ái, nàng chỉ sợ đã sớm bị đại nhung bá tánh xé nát. Tỷ tỷ quả nhiên là đi đến nào, đều có ngưỡng mộ. Lan cơ không nóng không lạnh nói. So không được ngươi nhận người ghét phải không? Tỷ tỷ nói chuyện nhất định phải lời nói tàng đao sao? Lan cơ ủy khuất nói kia muốn xem đối ai. Mục thanh ca để sát vào lan cơ trước mặt, hiện tại hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn, ta không cùng ngươi động thủ là sợ ô uế tay của ta. Mục thanh ca chuẩn bị xoay người rời đi hết sức lại nhìn đến bên kia tựa hồ vì cái gì khiến cho xôn xao. Mục thanh ca bước chân một đốn, ngay cả bên cạnh lan cơ đều kinh ngạc nhìn phía trước, mục thanh ca chậm rãi đi qua là một cái tiểu tử ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, Vẫn luôn tay chặt chẽ che lại chính mình một cái tay khác hắn bị rắn cắn là rắn độc làm sao bây giờ làm sao bây giờ a à? bên cạnh có người phát ra âm thanh mục thanh ca đi đến người kia bên người nhìn hắn miệng vết thương đã biến thành màu đen ngay cả môi một vòng đều là xanh tím rõ ràng đã trúng độc sâu mục thanh ca không có tưởng như vậy trực tiếp nắm lấy người nọ cánh tay cúi đầu liền vì hắn hấp độc người bên cạnh sôi nổi đều phát ra kinh ngạc thanh âm phát sinh sự tình gì Gia luật tề nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đại gia vây quanh ở nơi này chạy nhanh đã đi tới, thấy mục thanh ca vì chúng độc giả hấp độc. Gia luật tề giữa mày hiện lên một tia kinh ngạc. Mục thanh ca đem độc huyết đều cấp phun ra, một ngụm một ngụm tiếp tục hút, thẳng đến độc huyết không sai biệt lắm hút ra tới lúc này mới thôi, hảo. Tìm cái đại phu nhìn xem đi. Nâng tiểu tử hai cái kéo người liên tục đối với mục thanh ca gật đầu tạ lỗi, trong mắt hàm chứa kích động lệ quang, đem người nâng đi xuống người bên cạnh đối với Mục Thanh Ca cũng đều là một trận khen ngợi, Mục Thanh Ca xoay người chuẩn bị hồi doanh chướng, ra luật tề theo đi lên hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Cái gì ta nghĩ muốn cái gì? Nàng còn có thể nghĩ muốn cái gì, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh trở về rào giạt khẩu, đầy miệng đều là mùi máu tươi. Người vì cái gì muốn cứu hắn? Người cho rằng ta cứu hắn là có cái gì mục đích sao? Nghe người nói như vậy, ta nếu không đề cập tới điểm yêu cầu đều thực xin lỗi chính mình mục thanh ca nhàn nhạt nói một khi đã như vậy như vậy làm ta để điểm ý kiến đi chỉ cần là ta ở địa phương nữ nhân này liền không cần xuất hiện ở ta trước mắt cho dù là một chút đều không được ta sợ chính mình sẽ ăn không ngon mục thanh ca ngón tay một lóng tay chỉ vào bên kia lan cơ bởi vì lúc này bên cạnh vẫn là quay chung quanh rất nhiều người không ít người nhìn thấy cái này hình ảnh cùng nghe được mục thanh ca nói vì thế đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía lan cơ đương nhiên đều là trào phúng ánh mắt Lan Cơ sắc mặt thay đổi lại biến. Gia luật tề nhìn mắt Lan Cơ, nói, Lan Cơ, về sau không cần ra doanh trướng. Lan Cơ một trận xấu hổ buồn bực lại cũng chỉ có thể dịu ngoan nghe lệnh, là, đại vương. Lan Cơ ngước mắt nhìn mắt Mục Thanh Ca sau đó xoay người rời đi. Mục Thanh Ca trở lại doanh trướng bên trong vội vàng đoan quá thủy cho chính mình xúc miệng, liên tiếp vài hạ mới cảm thấy trong miệng mùi máu tươi đạm đi mà nhận được tin tức mà đến gia luật uyển nhìn đến mục thanh ca nói, người vừa rồi cứu người kia là chúng ta đại nhung dũng sĩ thiết cơm. Hắn mới 17 tuổi chính là ở đại nhung lại không có cái nào có hắn anh dũng, ngay cả ta ga đều thường thường khoe khoang hắn đâu, hôm nay bị rắn độc cắn là vì cứu một nữ hài tử. Bất quá may mắn ngươi cứu thiết cơm, nếu không chúng ta đại nhung cần phải đánh mất một vị dũng sĩ. Mục thanh ca ở nghe được thiết cơm hai chữ thời điểm cơ hồ muốn cười phun, cư nhiên sẽ có người lấy tên này. Gia luật uyển đại khái cũng biết Mục Thanh Ca đang cười cái gì, vì thế nói, nghe nói tiết cơm cha mẹ năm đó đặc biệt nghèo. Hy vọng về sau chính mình nhi tử giống thiết giống nhau kiên cố không bị thương, cũng hy vọng hắn về sau sẽ không bị đói cho nên đặt tên bên trong cũng mang theo cái cơm tự. Người là sắt cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng, tên này nhưng thật ra lấy được rất có ý tứ. Những lời này nhưng thật ra mới mẻ độc đáo. Gia luật uyển lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cứu thiết cơm. Nàng so thiết cơm lớn hơn một tuổi, vẫn luôn lấy tỷ tỷ tự cho mình là trên chiến trường hai người cũng là giúp đỡ cho nhau. Càng nhiều thời điểm đều là thiết cơm chiếu cố nàng, hai người từ nhỏ một khối lớn lên, tình cảm thâm hậu. Ân, Mục Thanh Ca vui vẻ tiếp thu ra luật uyển nói lời cảm tạ. Không nghĩ tới hai cái canh giờ lúc sau, cái kia kêu thiết cơm tự mình lại đây. Vừa rồi không có thấy rõ dạng thiếu niên này bộ dáng hiện giờ nhìn đến nhưng thật ra mặt mày thanh tú, thiết cơm nhìn mục thanh ca có chút thẹn thùng, cửu vương phi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta cũng không có gì hảo cho ngươi, ta a à mẫu làm ta đưa điểm chính mình lương rượu lại đây. Mục thanh ca nhìn trong lòng ngực hắn rượu lưu cười một cái, kỳ thật không cần khách khí như vậy, ta bất quá chính là thuận tay mà thôi. Tiết cơm lấy quá bên cạnh chén nhỏ cấp mục thanh ca đổ một chén nhỏ cửu vương phi thường thường xem ta a mẫu nói cái này nhất thích hợp nữ tử dùng, đặc biệt là đã thành thân nữ tử. Tiết cơm nói ngượng ngùng chào chào đầu, cụ thể nguyên nhân hắn cũng không biết. Mục thanh ca đoan quá kia một chén nhỏ rượu, nhấp một ngụm chỉ cảm thấy mồm miệng ngọt thanh, uống xong đi loáng thoáng còn cảm thấy trong cơ thể một trận nhiệt khí ấm áp thoải mái cực kỳ. Mục thanh ca một hơi đem rượu uống, đây là cái gì cứu? là ta a à mẫu nghiên cứu chế tạo nguyệt rượu gạo nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc chương 493 ta muốn ngươi nguyệt rượu gạo nghe tên cũng thực trong sáng thế nhưng môi giang hương còn tàn lưu nhàn nhạt hành vi là mục thanh ca nhớ tới năm đó cùng đi bệnh viện người đi trước ở nông thôn người nhà quê lương chế rượu gạo cũng có loại nhàn nhạt vị ngọt làm mục thanh ca trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên rất là hoài niệm lên Cửu vương phi, ngươi làm sao vậy? Tiết cơm nhìn biểu tình mang theo im lặng rồi lại thêm điểm điểm vết thương mục thanh ca hỏi. Không có gì, chỉ là nguyệt rượu gạo làm ta nhớ tới một chút sự tình. Còn muốn cảm ơn ngươi A Mẫu. Tiết cơm ngượng ngùng chảo chảo đầu, mục thanh ca tiếp tục nói, ngươi thương thế chưa lành mau trở về nghỉ ngơi đi. Kia cửu vương phi ta liền trước tiên lui hạ. Mục thanh ca gật đầu, thiết cơm liền xoay người rời đi gia luật tề thật là đã thực ghê gớm, đem đại nhung xử lý tốt như vậy. nguyên bản chỉ là một cái nhỏ yếu dị tộc mà hiện giờ thiên hạ đều biết, nếu nam sở thật sự đem chi thu chi huy hạ, nam sở thanh danh chỉ biết càng thêm đại. hơn nữa gia luật tề đều không phải là là ai đều nguyện ý thần phục cường giả, chỉ biết thần phục càng cường giả. tiệt trần, đó là trong thiên hạ duy nhất có thể thu phục gia luật tề người nghĩ đến tiệt trần, mục thanh ca liền vỗ chán khóc cười liên tục còn không biết trở về lúc sau hắn như thế nào thu thập. Chính mình đâu, bất quá này đều không quan trọng, quan trọng chính là nàng cũng rất muốn thấy hắn. Bất chi bất giác chung, mục thanh ca cư nhiên chống cái chán dựa vào trên bàn ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, một cổ gây mũi mùi rượu làm mục thanh ca đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Mà trước mặt phóng đại mặt càng làm cho nàng dọa thiếu chút nữa té ngã trên đất. Người tỉnh, Mục thanh ca bất động thần sắc đến nhăn lại mày, đôi mắt quét mắt bên ngoài sắc trời đã đen, bởi vì hắn quý người ở chính mình trước mặt lui về phía sau không đường. Mục thanh ca chỉ có thể chống thân mình hướng phía sau trốn đi, đại nhung vương đêm khuya đến thăm, có chuyện gì sao? Cô mấy ngày này vẫn luôn ở suy xét ngươi nói, người lời nói rất có lực hấp dẫn, giống như là ngươi người này giống nhau, làm người nhịn không được đuổi theo tác. Nhịn không được lột da da của ngươi nhìn xem ngươi bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì gia luật tề càng ngày càng để sát vào nàng nghe trên người nàng phát ra thanh hương bí mật mang theo trẻ con nãi vị lúc này mới nhớ lại trước mặt nữ nhân này đã là hải tử mẫu thân gia luật tề duỗi tay gởi lên mục thanh ca một bó tóc đặt ở cánh mũi hạ người thiên hạ đều biết nam sở cửu vương gia như thế nào độc sủng hắn vương phi cô sớm có nghe thấy bất quá hiện nay thế cục không tốt không đơn giản là chúng ta đại nhung còn có phượng tuyệt trần đi mục thanh ca dựa vào ngồi ghế đĩnh gia luật tề nói nhíu mày thắng các ngươi hoàng đế chỉ biết càng thêm kim kỵ hắn phượng tuyệt trần tuy rằng lợi hại nhưng là rốt cuộc các ngươi hoàng đế là cửu ngũ trí tôn các ngươi bên kia không phải có câu cách ngôn gọi là cái gì quân muốn thần chết thần không thể không chết mà nếu thua hậu quả chỉ sợ cũng không phải người ta có thể đo nghe người nói như vậy giống như thắng thua đều không thể phải không thoạt nhìn đại nhung vương tự hồ có ý kiến hay các ngươi biện pháp tốt nhất còn không phải là làm ta quy thuận cúi đầu xưng thần sao như vậy liền không thể làm bắt được các ngươi nhược điểm, còn có thể đại lập một công. Điều kiện ta đã ấn tốt nhất khai cho ngươi, đại nhung vương còn có cái gì không hài lòng, tẫn thỉnh nói thẳng. Điều kiện không có gì không hài lòng, bất quá ta còn muốn một người. Chẳng lẽ là dịch tướng quân? Cái này trăm triệu sử không thể đáp ứng, nếu nam sở đem dịch tướng quân cho đại nhung, chỉ sợ nam sở bá tánh tâm cũng muốn đi theo tan. Đến lúc đó càng thêm vô pháp giao đãi, mục thanh ca đối thượng ra luật tề đôi mắt dịch ra mấy thế hệ đối nam sở trung thành và tận tâm. Dịch tướng quân ở nam sở bá tánh cảm nhận trung sớm đã là nam sở tường thành, cho nên dịch tướng quân tuyệt đối không thể tới các ngươi đại nhung, bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta tin tưởng đại nhung công chúa nhất định cũng sẽ không để ý như vậy nhiều. Cô chưa bao giờ mở miệng cùng ngươi nói muốn người là dịch thủy hàn. Vậy ngươi ta muốn ngươi. Vô cùng đơn giản bốn chữ, ra luật tề nói không chút nào lao lực chính là mục thanh ca lại là sắc mặt trầm xuống, nhìn ra luật tề ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, nguyên bản khóe miệng gợi lên một sợi thản nhiên tự đắc ý cười không còn sót lại chút gì. Như thế nào, như vậy kinh ngạc, ra luật tề trong tay quấn quanh mục thanh ca đến sợi tóc cô đối với người như thế nào, cô không tin ngươi sẽ xem không hiểu. Thì tính sao, mục thanh ca nhướng mày hỏi lại, cũng không phải ai đối ta như thế nào ta liền nhất định phải có phản ứng, đại nhung vương ngươi nhưng đánh sai chủ ý, nói, đôi tay đột nhiên đẩy ra ra luật tề, bởi vì ra luật tề ngón tay còn quấn quanh nàng tóc như vậy đẩy. Đột nhiên ra đầu đều sắp bị kéo xuống tới, lập tức kinh hô che lại bị xả đau đầu. Người nữ nhân này ra luật tề nhìn nàng ôm đầu bộ dáng giờ khóc giờ cười, nhìn nàng dần dần hoãn lại đây, lúc này mới mở miệng nói, cô có cái gì không tốt, chỉ cần ngươi theo cô. Cô cũng có thể cùng Phượng Tuyệt Trần giống nhau tuyệt đối không chạm vào nữ nhân khác một chút. Hắn cư nhiên biết. Phượng Tuyệt Trần vẫn luôn đều chỉ có nàng một nữ nhân, người khác chỉ nói bọn họ phu thê tình thâm hoặc là nàng ghen tị chính là nhưng không ai biết nàng đã từng cùng Phượng Tuyệt Trần ước định quá. Hiện giờ ra luật tề lại có thể như thế chuẩn xác mà nói ra nói như vậy. Người nghĩ muốn cái gì cô đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần có cô ở, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn ngươi, như vậy không hào sao. Mục Thanh Ca cười lạnh nhìn ra luật tề, thực hảo, lời này đại nhung vương đối nữ nhân khác nói rất hữu dụng, lúc ấy đối ta vô dụng, ta Mục Thanh Ca đời này chỉ biết có một người nam nhân. Ra luật tề không khó phản cười đột nhiên chế trụ Mục Thanh Ca cánh tay, phải không? Cô nhưng thật ra thực nguyện ý đánh vỡ. Mục Thanh Ca cau mày dẫy dụa, chính là đối phương tay lại như cũ vững vàng bắt lấy tay nàng. Mục Thanh Ca một cái tay khác đánh qua đi, Gia Luật Tề đang muốn bắt lấy tay nàng, Mục Thanh Ca vận công đem Gia Luật Tề chấn khai. Gia Luật Tề nội công thâm hậu Mục Thanh Ca căn bản không nghĩ tới công lực bị bắn ngược đột nhiên che lại ngực liên tục lui về phía sau. Dưới chân mềm nhũn, mắt thấy liền phải té ngã, Gia Luật Tề đột nhiên chế trụ Mục Thanh Ca vòng eo, lại không có làm Mục Thanh Ca đứng dậy mà là trực tiếp đem mục thanh ca chặn ngang bế lên trực tiếp đặt ở trên giường mục thanh ca tay chân đột nhiên dãy giụa ra luật tề ngươi không cần quá phận ra luật tề chế trụ nàng đôi tay đặt hai bên hai chân ngăn chặn nàng hai chân đem nàng dãy giụa toàn bộ khống chế được mục thanh ca mãn nhãn đều là khiếp sợ thế gian chỉ sợ không có vài người có thể dễ dàng chế phục nàng chính là trước mặt người nam nhân này mục thanh ca đột nhiên hiện lên một ý niệm ngươi người luyện ra luật tề gợi lên cười như thế nào thực kinh ngạc. Mục Thanh ca không nghĩ tới trước mặt gia luật tề cư nhiên cũng là luyện thành người chi nhất, hắn nội công thâm hậu chút nào không ở nàng dưới, gia luật tề, ngươi hôm nay là uống say. Người khác nói ta say, lúc ấy ta lại thanh tình tàn nhẫn, Mục Thanh ca, ngươi không phải nói ngươi chỉ có một nam nhân sao? Tối nay lúc sau liền không phải. Nói liền nên dùng vẫn luôn tay bắt lấy tay nàng, một cái tay khác lột ra nàng quần áo. Mục thanh ca sắc mặt trắng bạch từ bên hông lấy quá ngân châm nhắm ngay ra luật tề liền muốn đã đâm đi. Ra luật tề lại sớm có phòng bị giống nhau chế trụ mục thanh ca thủ đoạn cười lạnh nói còn không có người dám ở ta mặt sau làm đánh lén, đặc biệt là nữ nhân. Đã sớm biết ngươi là chỉ rào hoạt hồ ly, cho rằng ta không có phòng bị sao. ngươi A à tay nàng cư nhiên bị bẻ gãy ra luật tề quả nhiên đủ tàn nhẫn. Ra luật tề tay chế trụ mục thanh ca cầm mắt thấy liền hôn đi. Mục thanh ca đáy mắt hiện lên tàn nhẫn nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. chương 494 cửu vương gia giá lâm. Nhưng mà mục thanh ca còn không có động thủ hết sức. Già luật tề liền đã bị người hung hăng mà sách bay ra đi, một bàn tay nhanh chóng kéo qua mục thanh ca đắc thủ cánh tay đem mục thanh ca hộ ở trong ngực. Vẫn luôn tay mềm nhẹ nâng lên nàng kia bị bẻ gãy tay quen thuộc cảm giác làm mục thanh ca an tâm dựa vào trong lòng ngực hắn. gia luật tề từ trên mặt đất ngồi dậy nhìn đến người tới trong mắt mang theo khiếp sợ. phượng tuyệt trần người cư nhiên dám đơn thương độc mã sấm ta đại nhung. phượng tuyệt trần đến lực chú ý không hề có ở gia luật tề trên người. nhìn trong lòng ngực tái nhợt nữ nhân phượng tuyệt trần lại là hỉ lại là lo lắng mừng đến còn lại là nàng rốt cuộc về tới chính mình bên người yêu chính là chính mình lại không có thể bảo vệ tốt nàng, làm nàng bị thương còn kém điểm. Phượng tuyệt trần một trưởng hướng ra luật tề phách qua đi, nguyên bản muốn mời chào với dưới chướng, hiện tại xem ra căn bản là không có cái kia yêu cầu. Gia luật tề tự nhiên chú ý đến Phượng Tiệt Trần trong mắt sát ý sắc mặt trầm xuống thấy Phượng Tiệt Trần cứ như vậy đối với chính mình vọt tới, bay nhanh lui về phía sau. Hai người ở doanh trướng bên trong giao thủ, quấy nhiễu bên ngoài binh lính, sôi nổi đều vọt tiến vào, đại vương ra luật tề che lại ngực lui về phía sau một bước. Tuy rằng Phượng Tiệt Trần ôm một người, nhưng chút nào sẽ không quấy nhiễu hắn đánh người. Vùng tay lên nguyên bản vọt vào tới người đồng thời ngã trên mặt đất động đều sẽ không động một chút. Bổn vương xem ngươi là một nhân tài, có tâm mời chào, hiện giờ thật là không có cái kia tất yếu. Nói liền muốn ra tay tàn nhẫn, Mục Thanh Ca một phen đè lại Phượng Tiệt Trần tay. Phượng Tiệt Trần cúi đầu nhìn Mục Thanh Ca giữa mày mang theo sắc lạnh, như thế nào, ngươi còn luyến tiếc. Mục Thanh ca biết Phượng tuyệt trần sinh khí, mặc cho ai đều sẽ sinh khí. Hắn có điểm không thích hợp. Nói xong, nhìn về phía bên kia gia luật tề, đại nhung vương. Có lẽ người có phải hay không hẳn là cũng xử lý việc nhà đâu. Gia luật tề che lại ngực cái kia tiện nữ nhân cư nhiên dám đối với chính mình xuống tay. Gia luật tề nhìn mắt vọt vào tới người, sau đó xua xua tay ý bảo bọn họ lui ra. Những cái đó binh lính có chút lo lắng nhìn bọn họ đại vương, rõ ràng cửu vương ra thế tới vội vàng, đều đi ra ngoài đi. Những người đó lúc này mới lui ra. Gia luật tề nhìn Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh ca nói, cửu vương ra cứ việc an tâm trụ hạ cô sẽ cho ngươi một công đảo. Gia luật tề nói xong liền đi ra ngoài. Gia luật tề lập tức đến đi đến lan cơ xoanh trướng bên trong, chính là bên trong một người đều không có, gia luật tề sắc mặt âm u không rõ, người đâu. Bên ngoài người vội vàng nói, đại vương, di, lan mỹ nhân không phải vẫn luôn đều ở sao? Nữ nhân này cư nhiên chạy, thực hảo, ra luật tề cười lạnh gợi lên cười, truyền ta mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới bắt lấy lan cơ. Không có người có thể tính kế hắn, là, thuộc hạ này liền phái người đi, bên này. Mục thanh ca có chút thấp thỏm nhìn phượng tiệt trần, cái kia, ra luật tề hẳn là chúng mê tình dược cho nên mới sẽ hắn thích ngươi. Phượng tiệt trần có thể nhìn ra hắn đáy mắt lộ ra cảm tình. Mục thanh ca gợi lên cười nói, thích ta người có rất nhiều đâu, này không phải thuyết minh người rất có ánh mắt cưới ta, nhân ra chỉ có thể mắt trông mong đến nhìn. Phượng tiệt trần bất đắc dĩ thở dài, rồi sau đó mơn trớn nàng gương mặt. Hồi lâu chưa từng thấy nàng, Phượng Tiệt Trần gợi lên nàng cầm cúi đầu hôn lên nàng đỏ thắm môi đỏ, nơi này chỉ có thể có hắn hương vị, Phượng Tiệt Trần nghĩ như vậy. Một cái tay khác bắt lấy nàng bị bẻ gãy thủ đoạn đột nhiên dùng một chút lực chỉ nghe được răng rắc một tiếng tay đã trang hào phượng tuyệt trần gắt gao ôm nàng mục thanh ca ngửa đầu đón ý nói hồ hắn thanh ca ra luật uyển nhận được tin tức lúc sau vội vàng chạy tới không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến này bức họa mặt tức khắc bước chân dừng lại không biết vì cái gì nhìn đến nàng ca cùng lan cơ thời điểm nàng không chỉ có không có nửa điểm cảm giác còn loáng thoáng có chút cảm thấy chán ghét đương nhiên cái này chán ghét chỉ đối với lan cơ mà nói chính là nhìn đến mục thanh ca cùng phượng tuyệt trần lại cảm thấy rất tốt đẹp làm người không đành lòng đi phá hư, ta không phải cố ý, các ngươi có thể đợi lát nữa tiếp tục sao?" Mục Thanh Ca hơi hơi duỗi tay đẩy ra Phượng Tuyệt Trần, rồi sau đó nhìn đi vào tới Gia Luật Uyển. Phượng Tuyệt Trần có chút không vui nhíu mày. Gia Luật Uyển tiến lên vài bước nói, "Chuyện vừa rồi ta đã biết, là Lan Cơ cái kia tiện nhân cho ta ca rượu bên trong hạ dược." Ta ca lúc này mới mất khống chế, làn cơ nữ nhân này mục đích rất đơn giản, chỉ sợ cũng là vì làm nam sở cùng đại nhung mất hòa khí ta biết chuyện này là chúng ta đại nhung có sai trước đây. Nhưng là cửu vương gia cũng chớ nên thượng người khác châm ngòi ly gián thích đáng. Phượng tiệt trần nhướng mày trầm mặc, đại nhung đối cửu vương gia ý nghĩa cái gì, không cần ta nhiều lời đi ta cũng tưởng nói cho cửu vương gia. Lúc trước thanh ca có cùng ta ca đưa ra một ít điều kiện ta tưởng cuối cùng ngươi có lẽ càng nguyện ý tự mình cho ta ca nói chuyện. Không có cái kia tất yếu. Phượng Tiệt Trần ôm Mục Thanh ca nhàn nhạt nói, thật giống như đại nhung đối hắn đã không có chút nào ý nghĩa. Gia Luật Uyển không nghĩ tới Phượng Tiệt Trần cư nhiên sẽ trực tiếp như vậy xong xuôi đến cự tuyệt đủ để chứng minh Mục Thanh ca đối với Phượng Tiệt Trần có bao nhiêu quan trọng. Gia Luật Uyển có chút hâm mộ, nếu có người có thể như vậy vì nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Phượng Tiệt Trần khóe miệng khơi màu một tia buồn cười, rồi sau đó đối với Gia Luật Uyển nói ta tưởng cùng hắn đơn độc đợi lát nữa hảo gia luật uyển gật gật đầu nàng biết mục thanh ca nhất định sẽ có biện pháp gia luật uyển đi rồi phượng tiệt trần liền trực tiếp đem mục thanh ca lên tới đặt ở trên giường có lẽ người hiện tại hẳn là ngẫm lại như thế nào thỏa mãn ta một thất xuân ý hôm sau gia luật tề cùng phượng tiệt trần nói chuyện mục thanh ca dựa ngồi ở ghế trên mà Lăng Phong đã xuất hiện ở một bên, Lăng Phong vẫn luôn âm thầm theo đuôi nàng mà đến, chỉ là bởi vì Đại Nhung giám thị phi thường chặt chẽ, Lăng Phong không được tiếp cận. Cho nên ở Phượng Tiệt Trần tới lúc sau, Lăng Phong cũng tự nhiên có thể tiếp cận Đại Nhung. Mục chỉ lan đào tàu, Lăng Phong gật gật đầu, hướng nam sở phương hướng, bên người có cao thủ tương hộ, thoạt nhìn cũng không phải người bình thường. Mục thanh ca xoa xoa giữa mày, nàng sau lưng phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn phá hư đại nhung cùng nam sở đến tình hình. Cùng với nói toạc hư nam sở cùng đại nhung, không bằng nói là phá hư đại nhung cùng các ngươi chi gian. Tình lăng phong như vậy một phân tích mục thanh ca lúc này mới bừng tỉnh lại đây gật gật đầu ta vẫn luôn tưởng mục chỉ lan nhằm vào với ta cho nên hao hết tâm tư xuống tay. Hiện giờ xem ra kỳ thật nàng sau lưng thế lực cũng mới quạt gió thêm cùi các nàng chân chính mục tiêu là ta cùng tiệt trần, hơn nữa nàng lần này đi phương hướng cư nhiên là nam sở, này chỉ sợ ngầm có ý thâm ý, người phái người bồ câu đưa thư cấp triển hảo. Ta muốn chỉ là mục chỉ lan sau lưng phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Đúng vậy, gia luật tề cùng phượng tiệt trần mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Bổn vương ở thanh ca điều kiện càng thêm chú một cái cho phép nam sở cùng đại nhung thông hôn. Phượng tiệt trần nhàn nhạt nói gia luật tề hơi hơi ngước mắt nhìn phượng tuyệt trần, cái này chính là quan trọng nhất, phải biết rằng đại nhung nhân vì cái gì ít như vậy, bởi vì nguyên bản đại nhung nữ tử liền phi thường thiếu, cho nên rất nhiều nam nhân đều tìm không thấy thê tử, càng nhiều còn lại là trung thân không cưới, bằng không chính là bắt đi biệt quốc nữ nhân. lúc ấy đại đa số nữ nhân đều là không muốn, trốn trốn, chạy chạy chết chết. Bởi vì Nam Sở cảnh nội có minh xác quy định không cho phép cấp dị tập thông hôn, cho nên cho dù có rất nhiều nữ nhân thiệt tình thích đại nhung người lại cũng không có kết quả. Chuyện như vậy đã phát sinh rất nhiều lần. Gia luật tề chính ngươi cũng biết, vẫn luôn như vậy bắt cấp vô dụng, các ngươi đại nhung người sẽ không nhiều chỉ biết thiếu. Ta có thể đáp ứng ngươi quy thuận Nam Sở, nhưng là ta có một điều kiện. Phượng Tiệt Trần thân mình thong thả sau dựa, nhướng mày ý bảo Gia Luật Tề nói. Ta Sở quy thuận chính là ngươi Phượng Tiệt Trần Nam Sở. Hắn có thể quy thuận, có thể đối nam sở cúi đầu xưng thần, lúc ấy tiền đề người kia là phượng tuyệt trần, ra luật tề đời này không phải không có gặp được giống dạng đối thủ. Lúc ấy lại chỉ có một cái phượng tuyệt trần bước cho hắn từng bước lui về phía sau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Trường 495, Dịch Thủy Hàn ta thích ngươi. Phượng tuyệt trần hoàn ngực bọn họ cũng coi như là tích tích tương ấn như thế nào sẽ không rõ đối phương ý tứ khi cách lâu như vậy mục thanh ca rốt cuộc bước vào nam sở cảnh nội rời đi hết sức gia luật tề đối với phượng tuyệt trần hỏi nếu ta khai ra điều kiện là muốn ngươi vương phi ngươi còn sẽ đồng ý phượng tuyệt trần lạnh lùng nhìn thẳng gia luật tề như vậy ngươi hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng bổn vương nói chuyện Già luật tề hơi hơi nhướng mày, rồi sau đó không nhịn được mà bật cười, hắn đều không phải là phóng không khai tay người. Đêm đó đến tột cùng là bị rượu hương sở mê hoặc vẫn là thuận theo chính mình tâm, chỉ sợ hắn đều nói không nên lời, nhìn trên lưng ngựa kia nói thanh tú quyên nhã thân ảnh. Kiếp này chỉ có thể nhìn lên mà không thể tiếp cận cánh mũi gian tựa hồ còn chảy xuôi nàng hương vị. Gia luật huyền đi đến gia luật tề bên người, nhìn ca ca thâm tình, gia luật huyền có chút khổ sở ca, nếu ngươi trên vai không có đại nhung đến trách nhiệm ngươi sẽ đi tranh một tranh sao? Sẽ, chẳng sợ đối phương là phượng tuyệt trần. Gia luật tề không chút do dự nói. Ca, người khác là tranh qua lúc sau mới thất bại mà nàng đáng thương ca ca vì trách nhiệm lại liền tranh thủ cơ hội đều không có. Gia luật tề ôn nhu xoa xoa gia luật huyền đầu, nói cho nên chúng ta huynh muội vì đại nhung hy sinh một người cảm tình liền hảo uyển nhi ngươi nhưng minh bạch gia luật tề sở hữu cảm tình ký thác đều ở gia luật uyển trên người gia luật uyển mở ra hai tay ôm lấy gia luật tề dán gia luật tề ngực ca ta sẽ thấy mục thanh ca bình an trở về bích hoàn hỉ cực mà nước mắt tiểu thư người về sau cũng không thể như vậy lo lắng chết chúng ta mục thanh ca mỉm cười gật gật đầu trong lòng ấm áp mà phượng tiệt trần hôn hôn mục thanh ca ngạch cát liền ôn hòa tướng quân đi thương nghị sự tình phía sau xem ra quá không lâu chúng ta liền phải về kinh đô mục thanh ca dựa vào ghế trên không mang theo một chút độ ấm nói sương khói cùng bích hoàn liếc nhau nên tới trung quy không thể tránh thoát mà các nàng cũng đã không có nghĩ tới muốn né tránh kinh đô hiện tại có tình huống như thế nào Trước hai ngày tiếp nhận tướng gia thư từ hết thảy mạnh khỏe, tạm thời còn không có quá lớn dao động, chỉ là nói hiện giờ trong triều đình đương thuộc hữu tướng Dương Đình thế lực lớn nhất. Hơn nữa có đơn gia hộ giá hộ tống. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói, dự kiến bên trong sự tình, chỉ cần là tuyệt Trần còn sống, đơn gia cùng Dương Đình liền sẽ không giết hại lẫn nhau. Sương Khói gật gật đầu, thừa tướng cha thân thể còn hảo đi. Tướng gia viết hết thảy mạnh khỏe, đến nỗi có phải hay không thật sự hảo, liền không được biết rồi mục thanh ca có chút lo lắng thừa tướng cha thân thể như thế nào nàng là biết đến vẫn luôn như vậy nhọc lòng cũng không biết kháng không khiêng được sương khói cùng bích hoàn nhìn ra mục thanh ca trước mắt mang theo mỏi mệt liền nói tiểu thư muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút mục thanh ca thấy hiện nay cũng không có gì sự muốn nàng xử lý vì thế gật gật đầu mục thanh ca cảm giác có người ảnh ở trước mặt hoảng đột nhiên bừng tỉnh lại đây làm sợ ngươi Phượng Tiệt Trần ngồi ở bên cạnh nhìn Mục Thanh Ca bừng tỉnh, vì thế đem nàng bế lên tới. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tiệt Trần trên vai, vừa rồi làm giấc mộng. Ân, mơ thấy cái gì? Phượng Tiệt Trần cầm hơi hơi chống nàng hõm vai, nghe nàng hương vị cảm giác nguyên bản mỏi mệt biến mất vô tung vô ảnh. Mơ thấy chúng ta đang ở du sơn ngoạn thủy, chính là chờ ta vừa quay đầu lại ngươi lại không thấy ta tìm thật lâu thật lâu. Phượng Tuyệt Trần không có đãi Mục Thanh Ca nói xong liền đã hôn lấy nàng môi, đem nàng dư lại nói đến nuốt vào, sau một lúc lâu lúc sau thân nàng khóe miệng nói nhỏ ta sẽ không không thấy. Mục Thanh Ca lòng còn sợ hãi gật gật đầu, dựa vào Phượng Tuyệt Trần trên người, vừa rồi ở trong mộng bất lực làm nàng đến nay đều run sợ Tuyệt Trần, chúng ta không cần tách ra. Hảo, Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca tay hơi hơi dùng sức. Mục Thanh Ca khóe miệng mang theo thỏa mãn. Tuyệt Trần, ta tưởng Nguyệt Hy. Phượng Tiệt Trần đau lòng vỗ về Mục Thanh Ca đầu tóc, hắn làm sao không nghĩ chính mình nhi tử. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần, ta tin tưởng Nguyệt Hy nhất định minh bạch chúng ta. Phượng Tiệt Trần cúi đầu thân thượng nàng đôi mắt Thanh Ca, ngày này sẽ không vãn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hôm sau, Mục Thanh Ca đang xem thư, liền nhìn đến Bích Hoàn vội vội vàng vàng chạy tới. Tiểu thư, mau đi ra nhìn xem, cái kia đại nhung công chúa tới. Mục thanh ca giữa mày hơi chọn ra luật uyển cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Nghĩ nàng ở đại nhung cũng nơi trốn chăm sóc nàng, hơn nữa tính tình phi thường không tồi. Làm nàng tự đáy lòng thích. Gia luật uyển hôm nay trang phẫn cùng dĩ vãng đều không giống nhau, nhưng rồi lại nhìn không ra có cái gì bất đồng. Nàng hôm nay người mặc một bộ màu son kiểu diễm váy áo, tóc cũng làm tân trang, mang lên các nàng đại nhung nữ tử đặc có trang trí, trang non ngọc khấu rừng ở nàng trắng nõn giữa chán môi sắc điểm suýt da thịt trắng nõn, Mỹ làm người rời không ra tầm mắt. Gia luật uyển gần là đứng ở bên kia liền đã dẫn tới người khác liên tục ghé mắt càng có những người này cơ hồ nhận không ra cái này chính là đại nhung trinh chiến xa trường nhiều năm đại nhung công. Chúa, gia luật uyển hôm nay có thể nói là ăn diện lộng lẫy, nàng đang đợi chờ một người. Đường nhìn đến người kia nghe được động tĩnh từ doanh trướng bên trong đi ra, gia luật uyển nguyên bản mặt vô thần sắc khuôn mặt gợi lên một tia cực đảm ý cười lại có thể cho bất luận kẻ nào đều nhìn ra nàng đang cười gia luật uyển bước đi hướng dịch thủy hàn mà dịch thủy hàn nguyên bản nghe được thanh âm ra tới nhìn đến đại nhung công chúa hướng chính mình đi tới tuy rằng kinh ngạc với nàng giả dạng lại cũng chỉ là chợt lóe mà qua dịch thủy hàn gia luật uyển gọi dịch thủy hàn lãnh đạm gật đầu dịch thủy hàn ta thích ngươi gia luật uyển lớn mật trắng ra đem trước mặt dịch thủy hàn kinh tới rồi trong mắt bay nhanh hiện lên kinh ngạc khó được tĩnh đứng ở nơi đó đi ra Mục Thanh Ca vừa vặn nghe thế câu nói dưới chân thiếu chút nữa té ngã, Phượng Tiệt Trần vội vàng đỡ lấy Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng tới, rồi sau đó nhìn về phía bên kia đứng hai người, bên cạnh các tướng sĩ nghe được ra luật uyển nói đều sôi nổi cả kinh nói không nên lời lời nói. Chính là thực mau liền ẩm ý lên, thổi huyết sáo đến thổi huyết sáo. Hai người hai mặt tương đối. Gia luật uyển cũng không ngại dịch thủy hàn đến trầm mặc ta biết làm sợ ngươi, lúc ấy ta gia luật uyển không giống các ngươi nam sở nữ từ ta thích ta liền sẽ trực tiếp xong xuôi nói cho ngươi. Dịch thủy hàn, ta chưa gả, ngươi chưa cưới, ngươi có nguyện ý hay không cưới ta? Đã không đơn giản là thích không thích mà là có nguyện ý hay không cưới. Dịch thủy hàn trên mặt như cũ mang theo kinh ngạc, hắn nhận thức cái này công chúa còn không có bao lâu. Hai người càng là không quen biết chính là hiện giờ đối phương lại trực tiếp xong xuôi đến. Gia luật uyển vẫn luôn yên lặng đứng ở nơi đó chờ hắn trả lời. Người nói dịch tướng quân sẽ đáp ứng sao? Mục Thanh ca tò mò hỏi bên cạnh Phượng Tiệt Trần. Phượng Tiệt Trần nhìn nàng vẻ mặt vội vàng muốn biết đến bộ dáng bất đắc dĩ cười cười nói, sẽ không? Mục Thanh ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần, vì cái gì? Lấy ta nhiều năm đối nước lạnh hiểu biết, hắn sẽ không đáp ứng chính là lấy ta đối đại nhung công chúa hiểu biết nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cho nên ta tin tưởng cuối cùng bọn họ vẫn là sẽ ở bên nhau như vậy nhìn ra luật uyển ôn hòa nước lạnh nhiều xứng đôi a à, chỉ sợ sẽ rất khó phượng tuyệt trần mơn trớn nàng sợi tóc nói vì sao phượng tuyệt trần lại không có trả lời mà là sờ sờ nàng đầu chính như phượng tuyệt trần theo như lời như vậy dịch thủy hàn kinh ngạc qua đi trực tiếp cự tuyệt đa tạ công chúa ý tốt tại hạ sớm đã cưới vợ cái này kinh ngạc không đơn giản là ra luật uyển, trừ bỏ phượng tiệt trần bên ngoài người đều sợ ngây người, bởi vì thế nhân đều biết dịch thủy hàn chưa bao giờ cưới vợ. Nhiều năm qua đều là một người. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. chương 496, đã từng hôn ước. Mục thanh ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phượng Tiệt Trần, hắn nhất định biết sốt cuộc là chuyện như thế nào, dịch tướng quân sao có thể thành thân, nếu là thành thân lúc trước thừa tướng cha quả quyết không có khả năng muốn đem nàng gả cho dịch tướng quân gia luật uyển sắc mặt khẽ biến ngươi gạt người ta đã sớm biết ngươi không có cưới vợ công chúa tại hạ không cần phải lừa ngươi tại hạ sớm đã thành thân công chúa ý tốt tại hạ thẹn không dám nhận gia luật uyển cũng không phải làm khó người khác người đặc biệt là biết đối phương đã có thê phòng lúc sau gia luật uyển rũ mắt mím môi nàng là đại nhung công chúa cần thiết có đại nhung người cốt khí nàng đường đường công chúa cũng tuyệt đối không có khả năng cho người ta làm tiếp hoặc là đê tiện vô sỉ đến phá hư nhân gia phu thê cảm tình. Gia luật uyển lần đầu tiên nếm đến đau lòng tư vị, nhưng là dù cho như thế, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm người xem nàng chê cười, hảo ta gia luật uyển cũng là thua khởi người. Gia luật uyển trầm trọng xoay người hướng về chính mình ngựa đi đến. Nàng sắc mặt như cũ đạm nhiên thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Mà bên cạnh nguyên bản muốn cười nhạo các tướng sĩ khiêng đến gia luật uyển đến biểu tình cũng sôi nổi đều ngưng mặt, như vậy một vị công chúa thiên hạ chỉ có, bọn họ càng có rất nhiều kính nể. Dịch Thủy Hàn ở gia luật uyển xoay người hết sức hơi hơi ngước mắt nhìn nàng tiêu sái rời đi thân ảnh, nhìn nàng lưu loát xoay người lên ngựa, xa xa rời đi. Dịch Thủy Hàn âm thầm thở dài xoay người trở về doanh trướng. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần trở lại doanh trướng bên trong, Mục Thanh Ca vội vàng lôi kéo Phượng Tiệt Trần cánh tay hỏi, dịch tướng quân như thế nào sẽ cưới vợ? Hắn rõ ràng không có thê thất a, à. hắn đích xác sớm đã cưới vợ. Như thế nào sẽ? Mục Thanh Ca sắc mặt có chút khó coi, nàng rất là tích ra luật uyển, so bất luận cái gì nữ tử đều phải ngay thẳng nàng kêu nhan tím tâm là dễ lão tướng quân trung tâm cấp dưới nữ nhi vì bảo hộ dễ lão tướng quân hy sinh dễ lão tướng quân liền đem hắn nữ nhi mang về dịch ra nước lạnh so nàng muốn đại tam tuổi hai người cũng là từ nhỏ một khối lớn lên nhan tím tâm thực thích nước lạnh phàm là nước lạnh tích đồ vật nàng đều nguyện ý đi học cho nên nàng cũng học xong vũ đao lộng kiếm hơn nữa cũng có vài phần tư chất nước lạnh rất là chiếu cố nàng dễ lão tướng quân qua đời hết sức làm nước lạnh cưới nhan tím tâm nước lạnh lúc ấy vì hoàn thành phụ nguyện liền gật đầu chỉ là lúc ấy niệm nhan tím tâm vì cập kê cho nên hôn sự trì hoãn xuống dưới sau lại nước lạnh ra trận giết địch nhan tím tâm trộm theo đi sau đó đâu mục thanh ca cả kinh suy đoán tới rồi kết quả bởi vì hiện tại dịch thủy hàn bên người nhưng không có vị này nhan tím tâm cô nương nàng bị quân giặc bắt Phượng Tiệt Trần nói, bởi vì ngay lúc đó tình huống phi thường không lạc quan, mà quân giặc lợi dụng nhan tím tâm uy hiếp nước lạnh muốn hắn lui binh mới thả người. Nhan tím tâm không nghĩ nước lạnh bị quản chế với người. Cho nên không chút do dự đụng phải vết đau mà chết, sau lại Hoàng Huynh đã biết chuyện này liền ứng nước lạnh tình cầu tự mình hạ chỉ tứ hôn, làm nhan tím tâm gả cho nước lạnh. Chuyện này vẫn là phát sinh ở 6 năm trước, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Mục Thanh ca gật gật đầu, nghĩ đến cái nào nhan tím tâm cũng đều không phải là tầm thường nữ tử, nhưng ca nhưng tụng. Nếu lúc ấy nhan tím tâm không có làm như vậy, dịch tướng quân sẽ lui binh sao? Sẽ không, Phượng Việt Trần như cũ không chút do dự trả lời, nước lạnh là cái hiểu tình người lại cũng không phải, nhưng là hắn phía sau là mấy chục vạn tướng sĩ tánh mạng. Hắn sẽ không vì chính mình vị hôn thê mà hãm chính mình tướng sĩ với không ngàng. Cho nên lúc ấy nhan tím tâm đắc quyết định là chính xác phượng tiệt trần gật gật đầu chuyện này nhiều năm như vậy vẫn luôn là nước lạnh trong lòng thứ bởi vì hắn cảm thấy là chính mình hại chết nhan tím tâm hắn không có bảo vệ tốt nàng mục thanh ca thở dài nói chính là dịch tướng quân cũng không thích nàng phải không ân mục thanh ca gật đầu nếu là tình cảm chân thành có lẽ nhan tím tâm lúc ấy cũng không sẽ chết dịch tướng quân có tình là đối tướng sĩ cùng bá tánh hắn không hiểu tình là không hiểu cảm tình mà gia luật uyển xuất hiện làm hắn nhớ tới nhan tím tâm đại nhung gia luật uyển thất hồn lạc phách trở lại doanh chướng. rồi sau đó suy sút ghé vào nàng thượng tái kỳ đoá chưa từng có xem qua công chúa cái dạng này đại khái cũng đoán được chuyện gì tái kỳ đoá thực thương tâm công chúa công chúa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp được quá cái gì đã kích càng đừng nói là cảm tình mặt trên sự tình tái kỳ đoá người làm ta lẳng lặng đi ta tưởng một người đợi lát nữa kia công chúa ta trước đi ra ngoài Tái kỳ đoá có chút lo lắng rời đi. Tái kỳ đoá đi ra ngoài không bao lâu. Gia luật tề liền vào được. Ở Nam sở quân doanh phát sinh đại khái cũng đều đã biết lập tức đi đến mép giường duỗi tay đem gia luật uyển cấp vớt lên, nhìn gia luật uyển hồng quyền quyền hốc mắt. Gia luật tề lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy, uyển nhi. Gia luật đồng lòng đau mơn chớn nàng tóc ca, hắn lãnh không để ý tới ta, ta đều có thể tiếp thu, ta sẽ không từ bỏ, nhưng là hắn đã cưới vợ, ta lại hạ tiện cũng không thể ra luật tề ôn nhu vỗ về muội muội ngạch cát, nói, uyển nhi. Dịch thủy hàn việc làm thê tử kỳ thật căn bản là không tồn tại. Cái gì, gia luật uyển đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra luật tề. Ta muội muội thích người ta sao có thể không điều tra rõ ràng. Nếu hắn thật sự có thê thất ta như thế nào đáp ứng người cùng hắn chi gian sự tình. Chính là hắn. Dịch Thủy Hàn lúc trước đích xác có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, chính là hai người chưa thành hôn, hắn vị hôn thê liền đã chết. Nàng đã chết, năm trước liền đã chết, Dịch Thủy Hàn không có cứu nàng. Gia luật tề đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều nói cho nàng, gia luật uyển rất là kính nể cái kia kêu nhan tím tâm nữ nhân, bởi vì phát sinh ở nàng trên người. Nàng đều không giống nhau có thể làm được bất chi bất giác chung nàng đã dần dần tiêu tán trong lòng khổ sở uyển nhi có thể có cái nữ nhân đã từng vì hắn hy sinh quá tánh mạng như vậy nam nhân là đáng giá ngươi đi ái ca ta đã biết mục thanh ca đứng ở quân doanh bên cạnh đại thụ tiểu thừa lạnh bên tai nghe cách đó không xa truyền đến luyện binh thanh âm lúc này dịch tướng quân đi tới mục thanh ca đến bên người mục thanh ca kinh ngạc nhìn về phía dịch tướng quân dịch tướng quân hơi hơi gật đầu hỏi cửu vương phi ngươi là muốn hỏi đại nhung công chúa đi dịch tướng quân trầm mặc Mục Thanh Ca cười cười đại khái nói hạ ra luật uyển sơ ngộ tình huống của hắn, dịch thủy hàn vẫn luôn trầm mặc nghe, lại như cũ nửa điểm ấn tượng đều không có. Ta tưởng dịch tướng quân đã đã quên việc này. Lúc ấy đại nhung công chúa lại trước nay chưa từng quên quá, nàng nhiều năm như vậy chưa gả đều là đang đợi ngươi, dịch tướng quân, nhân sinh trên đời. Hà tất lại đi tưởng từ trước phát sinh quá sự tình gì, quý trọng hiện tại sở hữu không phải càng tốt sao? dịch thủy hàn nghiêng đầu nhìn mục thanh ca mục thanh ca nói nếu ngươi hiện tại có thể chủ động hỏi ta đại nhung công chúa tình huống đã nói lên ngươi đối nàng đều không phải là không hề cảm tình dịch thủy hàn bị mục thanh ca nói đến tâm khảm đích xác như vậy một cái công chúa là mỗi người đều tưởng cưới dịch thủy hàn chưa bao giờ gặp được quá như vậy một nữ từ trong lòng khẳng định là có gợn sóng lúc ấy hắn càng thêm minh bạch dịch thủy hàn âm thầm thở dài cửu vương phi ngươi cùng đại nhung công chúa nghĩ đến quan hệ không tồi, còn thỉnh cửu vương phi thay khuyên bảo. Dịch tướng quân, ngươi làm ta như thế nào khuyên bảo đâu? Đại nhung công chúa cũng không phải bình thường nữ từ điểm này ngươi so với ta rõ ràng hơn đi, ở cảm tình phương diện. Ta tin tưởng nàng chính mình có thể làm ra càng tốt lựa chọn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Trường 497, xung đột. Dịch thủy hàn hơi hơi rũ mắt trong mắt mang theo phiền muộn. Trước mắt tự hồ hiện ra đã từng tích ăn mặc thanh y thiếu nữ tươi đẹp miệng cười phi dương khóe miệng liền như vậy nghĩa vô phản cố đụng phải lưỡi đao. Khóe miệng trước sau đều hàm chứa một sợi mỉm cười như vậy không hối hận không oán nhưng trung quy là hắn phụ bạc nàng. Nếu là ở dịch thủy hàn trong lòng cái nào nữ tử là hắn ấn tượng sâu nhất kia tất nhiên đó là nhan tín tâm. Kỳ thật trước kia tuổi nhỏ cùng nàng ở bên nhau đều quên đến không sai biệt lắm, nhưng là dịch thủy hàn lại như cũng khó có thể quên kia một màn, nàng khuôn mặt vĩnh vĩnh viễn viễn khắc ở hắn đáy lòng. Mục thanh ca nhìn mắt dịch thủy hàn, biết hắn trong lòng có khó có thể quá khứ khảm mà các nàng là không có cách nào giúp hắn. Dịch thủy hàn đang muốn trở lại doanh chướng bên trong bước chân lại đột nhiên một đốn. Cách đó không xa tóc đen bị thanh phong thổi quét trắng nõn trên mặt thần sắc hờ hững, lại ở nhìn đến hắn lúc sau trong mắt hàm chứa một mặt nhiệt lưu. Đãi dịch thủy hàn phản ứng lại đây thời điểm đối phương đã muốn chạy tới trước mặt hắn, dịch thủy hàn rũ mắt kêu, đại nhung công chúa. Gia luật uyển thanh triệt ánh mắt bên trong thật sâu nhìn dịch thủy hàn, ta từ xem minh bạch chính mình tâm lúc sau liền sớm đã nhận định ngươi, ta ra luật uyển không phải các ngươi nam sở khuê các nữ tử, sẽ không cầm kỳ thư họa, càng sẽ không nữ hồng theo thùa, ta không thể vì ngươi khâu vá bộ đồ mới, cũng sẽ không nấu cơm nấu ăn ngao canh. Nhưng là ta có thể cùng ngươi chinh chiến xa trường, ngươi đi đâu ta đều có thể bồi. Dịch Thủy Hàn nghe ra luật uyển nói cư nhiên liền một câu đều cũng không nói ra được. Ta là gia luật uyển, không phải nhan tím tâm, ngươi có bằng lòng hay không? Dịch Thủy Hàn nửa ngày đều trợn mắt há hốc mồm cơ hồ nói không nên lời, nghe ra luật uyển hỏi có bằng lòng hay không ba chữ. Khóe miệng khẽ nhúc nhích chính là này một cái nguyệt ý lại ngàn cân trọng. Mà không muốn ba chữ trọng lượng lại càng thêm trọng làm hắn vô pháp dễ dàng nói ra, không muốn bị thương nàng tin, cũng không muốn nàng đi theo chính mình. Dịch Thủy Hàn nhắm mắt lại như cũ lạnh khuôn mặt đang muốn mở miệng. Không nghĩ tới đại nhung nữ tử đều là như thế man hãn. Gia Luật Uyển không vui nhíu mày xoay người liền nhìn đến một bộ hồng y phập phành diễm lệ thiếu nữ đứng ở nơi đó, nhất chú mục chính là nàng bên hông lục lạc cùng đỏ đậm roi dài. Theo gió nhẹ thổi qua nàng bên hông lục lạc vang lên. Thiếu nữ áo đỏ bên cạnh còn có một cái ăn mặc màu đen nam tử, khuôn mặt tuấn tiếu trên người phát ra hơi thở làm người cảm thấy không thoải mái. Chính là không biết vì sao Gia Luật Uyển lại cảm thấy hắn đứng ở thiếu nữ áo đỏ bên người lại là như vậy xứng đôi hoa linh xoa eo đi đến ra luật uyển trước mặt ngươi chính là đại nhung cái kia công chúa sao ta kính đã lâu ngươi đại danh đã lâu không biết có hay không cái kia vinh hạnh cùng ngươi luận bàn luận bàn một chút ngươi là ai ra luật uyển mày nhíu lại cái này thiếu nữ nói đến đại nhung thời điểm thanh âm hàm chứa một sợi châm chọc cùng khinh thường ta là ai còn muốn xem ngươi có hay không cái kia tư cách đã biết Hoa Linh như lục lạc thanh âm mang theo cười rồi lại ngầm có ý châm chọc nói tay đã sắp sửa đem roi dài lấy xuống dưới. Đối với gia luật uyển đánh qua đi. Gia luật uyển trinh chiến xa trường nhiều năm điểm này ứng đối năng lực vẫn phải có. Lập tức trực tiếp hướng bên cạnh trốn đi, trên người nàng cũng không có mang vũ khí, hoa linh trong tay roi dài câu lấy bên kia trường kiếm, nghe nói người thiện dùng kiếm. Nói roi câu lấy trường kiếm đối với gia luật uyển đảo qua đi gia luật uyển bay nhanh xoay người tiếp nhận trường kiếm hoa linh roi dài dưới không có chút nào lưu tình gia luật uyển tuy rằng cùng hoa linh giống nhau từ nhỏ tập võ nhưng là so không được hoa linh cơ hồ tập tẫn thiên hạ võ công tuyệt học căn bản là có chút chống đỡ không được mà hoa linh từng bước ép sát dịch thủy hàn nhìn ra luật uyển từng bước lui về phía sau nhíu hạ mày theo bản năng tiến lên một bước mà lúc này ám một lại hơi hơi chắn dịch thủy hàn trước mặt Bên này gia luật uyển trong tay trường kiếm đã bị roi dài đánh gãy. Gia luật uyển liên tục lui về phía sau nhìn trong tay đứt gãy mà khai trường kiếm đủ để chứng minh trước mặt cái này thiếu nữ nội công có bao nhiêu sâu hậu. Gia luật uyển trong mắt mang theo kinh ngạc nàng gặp qua không ít sẽ võ công nữ tử chính là trước mặt cái này thiếu nữ võ công chỉ sợ liền mục thanh ca đều không phải đối thủ đi. Hoa Linh khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh trong tay roi liền muốn hung hăng đánh hướng gia luật uyển dịch thủy hàn mày nhăn lại thân ảnh chợt lóe đem ra luật uyển kéo lại bên người hoa linh roi rừng ở dịch thủy hàn cánh tay thượng tức khắc ra chóc thịt bong ra luật uyển đột nhiên bắt lấy dịch thủy hàn tay người thế nào dịch thủy hàn hơi hơi rút ra chính mình tay không có việc gì hoa linh mục thanh ca đi tới thấy như vậy một màn kêu lên hoa linh nhìn đến mục thanh ca đã đi tới lập tức thu hồi chính mình roi thanh ca Mục Thanh Ca nhìn đến Dịch Thủy Hàn cánh tay mặt trên vết thương cao mày nhìn về phía bên kia Hoa Linh, Hoa Linh. Hoa Linh mở ra tay nói ta không phải cố ý. Hơn nữa ta muốn đánh chính là đại nhung nữ nhân, là dịch tướng quân chính mình lao tới thế nàng chắn một chút. Mục Thanh Ca nghe được Hoa Linh nói như vậy còn không có nói chuyện, bên này ra luật quyền nói, người đối chúng ta đại nhung rất có ý kiến. Hoa Linh cười lạnh, ngón tay quấn quanh roi dài nói, người nói một chút đều không tồi đại nhung bất quá kẻ hèn một cái dị tộc liền liên tiếp xâm phạm tan nam sở bắc cảnh hơn nữa các ngươi đại nhung nữ nhân dối trá bất kham lừa gạt nhân ra cảm tình ai cũng có thể giết chết mặt sau câu này nói mang theo vài phần tiết hận trong tay tựa hồ lại muốn lập tức đánh qua đi giống nhau gia luật uyển xong quyền nắm chặt hoa linh nói như thế nào không phục a à, đáng tiếc ngươi đánh không lại ta ngươi trả lại cho ta có bao xa liền lăn rất xa đi thôi hoa linh mục thanh ca tức giận trách mắng câm miệng ta nói vốn dĩ liền không sai vì cái gì muốn câm miệng linh nhi phượng tiệt trần nghe được bên này động tĩnh đi ra đã nghe đến mấy cái này lời nói lập tức kêu lên trần ca ca hoa linh đã có hồi lâu chưa từng nhìn thấy quá phượng tiệt trần lập tức trực tiếp chạy tới kêu phượng tiệt trần duỗi tay chụp một chút hoa linh đầu sau đó nói hiện giờ đại nhung đã lệ thuộc nam sở hoa linh sắc mặt khẽ biến phượng tiệt trần nói Đại Nhung công chúa không giống nữ nhân khác người hướng nàng xin lỗi. Trần ca ca, Hòa Linh vẫn hận cắn môi dưới, chừng mắt bên kia ra luật uyển, hừ ta mới không cần đâu, lúc trước nếu không phải cái kia kêu mặc nhiễm Đại Nhung nữ nhân lừa tam sư huynh. Tam sư huynh sao có thể sẽ chết nếu không phải ta tìm không thấy nữ nhân kia nếu không ta đã sớm lột nàng ra. Mục Thanh Ca lúc này mới đại khái nghe ra nguyên nhân, nghe nói nhà nghèo mộc trưởng lão dưới tòa có cái phi thường được sủng ái tam sư huynh ninh xa tuổi còn trẻ liền đã chết bệnh. Sở hữu sư huynh để Trung Hoa Linh thích nhất chính là đó là tam sư huynh. Gia luật uyển tự hồ nghĩ tới sự tình gì, vì thế hơi hơi tiến lên một bước hỏi, ngươi là nhà nghèo người trong. Đúng thì thế nào, ngươi trong miệng tam sư huynh là ninh xa, ngươi như thế nào biết gia luật uyển chứng thực cái này tự diễu cười cười ta cuối cùng là minh bạch ngươi muốn tìm được ngươi trong miệng mặc nhiễm là tìm không thấy nàng ở bốn năm trước liền đã tự sát ta cùng mặc nhiễm cũng coi như là có vài phần giao tình nhiều năm trước nàng tò mò đi nam sở nhưng vẫn đều không có trở về sau lại bởi vì đại nhung liên hôn sự tình triệu hoán nàng trở về nàng bị chỉ hôn cấp xa xôi mảnh đất tiểu bá chủ lúc ấy ta là nghe nói nàng có yêu thích người Nàng a à cha cũng lo lắng nàng bởi vậy chạy cho nên vẫn luôn khóa nàng, sau lại nàng lấy chết tương bức nói chỉ thấy nàng người thương một mặt đến nỗi sau lại phát sinh sự tình gì ta không biết. Chỉ biết nàng xuất giá ngày đó tự sát với kiệu hoa bên trong. Hoa Linh không cam lòng chi tâm nhìn ra luật uyển, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 498: Hiểu lầm ra luật uyển năm đó cũng không thể minh bạch mặc nhiễm vì cái gì muốn làm như vậy. Cho tới bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch mặc nhiễm không muốn đại nhung. Không muốn chính mình A à cha A à mẫu khó xử cho nên nàng cần thiết muốn xuất giá, nhưng là nàng lại không muốn phản bội chính mình người yêu cho nên nàng tự sát lấy tạ tình ý. Có một số việc ai cũng không thể nói đến cùng là ai sai, muốn nói chỉ có thể nói là trời cao an bài. Mạc Nhiễm so gia luật Uyển muốn lớn hơn vài tuổi, cứ việc như thế Mạc Nhiễm lại rất hoạt bát, lúc trước hai người ở bên nhau thời điểm đảo như là gia luật Uyển so Mạc Nhiễm muốn đại. Chính là ở Mạc Nhiễm cuối cùng, nàng lại hiểu chuyện. Bởi vì nàng hiểu chuyện cho nên nàng không thể nề hà lựa chọn tự sát, mà lúc ấy bởi vì quan hệ đại nhung cùng đối phương giao hảo, không thể tuôn ra Mạc Nhiễm đã chết tin tức. Cho nên tới rồi cuối cùng chỉ có thể đổi một người khác thay thế Mạc Nhiễm xuất giá, thế thân Mạc Nhiễm tên Hoa Linh nghe đến mấy cái này sự tình có chút khổ sở, không biết là vì Tam Sư Huynh vẫn là vì Mạc Nhiễm. Lúc trước Tam Sư Huynh vẫn luôn đều cho rằng Mạc Nhiễm cùng hắn ở bên nhau là vì đùa bỡn hắn cảm tình, cho nên vẫn luôn đều buồn bực không vui không có bao lâu liền qua đời. Chính là chết phía trước Tam Sư Huynh còn phái người đi hỏi thăm Mạc Nhiễm tin tức nghe được nàng thực hào. Tam sư huynh lúc này mới yên tâm lại không có nghĩ đến, không nghĩ tới Hoa Linh nói nói nước mắt liền rớt xuống dưới. Đến nay đều có thể nghĩ đến Tam sư huynh lâm thời gương mặt là như vậy bi ai, như vậy tưởng niệm một nữ nhân chính là hắn lại không biết âu yếm nữ nhân kỳ thật sớm đã rời đi. Hoa Linh hút hút cái mũi nhìn ra Luật Uyển nói, hảo đi, là ta hiểu lầm các ngươi ta cùng ngươi xin lỗi. Ra Luật Uyển không có để ý nhiều như vậy, nhìn về phía bên kia Dịch Thủy Hàn ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương đi. Dịch Thủy Hàn né tránh ra luật uyển tay, không cần, đa tạ Đại Nhung công chúa, bất quá thời gian đã muộn, Đại Nhung công chúa vẫn là mau chóng hồi Đại Nhung đi thôi. Dịch Thủy Hàn cự tuyệt là như vậy rõ ràng, làm người muốn không bắt bẻ rác đều không thể, ra luật uyển nguyên bản nâng lên tới tay hơi hơi buông. Mục thanh ca nhìn về phía bên kia phượng tuyệt trần, như vậy xem ra vẫn là có vài phần xấu hổ, bởi vì dịch tướng quân trước sau đều không muốn đi tiếp xúc ra luật uyển nhìn cũng đã chậm đại nhung công chúa không bằng tới trước chúng ta nơi này nghỉ ngơi ta bên này phái người nói cho đại nhung vương một tiếng mục thanh ca nói gia luật uyển nhìn dịch thủy hàn gật gật đầu làm phiền gia luật uyển liền ở nam sở doanh trướng bên trong nghỉ ngơi xuống dưới mà bên này mục thanh ca mang theo hoa linh trở lại doanh trướng bên trong Hoa Linh tùy tiện ngồi vào mục thanh ca trước mặt An Điểm Tâm, chính là nhớ tới chuyện vừa rồi lại vẫn là có chút bi thương nói: Nếu lúc trước Tam sư huynh biết sự tình chân tướng, Tam sư huynh nói cái gì đều sẽ mang theo Mặc Nhiễm đi. Lúc ấy bọn họ liền sẽ ở bên nhau vĩnh viễn không xa rời nhau. Chính là nếu như vậy Mặc Nhiễm liền sẽ trở thành đại nhung tội nhân, cả đời đã chịu chính mình lương tâm khiển trách. Người cảm thấy như vậy bọn họ gặp qua hào sao? Nhưng là nếu lúc ấy Mặc Nhiễm đem cấp hết thảy nói cho Tam sư huynh, hai người cùng nhau giải quyết nói, nói không chừng cũng sẽ không rơi xuống kết cục này không phải sao? Hoa Linh, bọn họ không phải chúng ta, mà mấy năm trước Đại Nhung cùng Nam Sở cũng thuộc về nước sôi lửa bỏng bên trong, lúc ấy liền tính các ngươi nhà nghèo tiếp nhận rồi Mặc Nhiễm. Ninh Sa thật sự cùng Mặc Nhiễm ở bên nhau chỉ sợ cũng sẽ đã chịu người khác xem thường, Mặc Nhiễm vì làm Ninh Sa hào hào tồn tại nàng duy nhất có thể làm chính là làm ninh nguyên nhân sâu xa vì chính mình liền không yêu hắn mà đã quên nàng. Rõ ràng là có tình nhân vì sao sẽ như vậy? Hoa Linh dầu dĩ không vui nói, nếu ta là mặc nhiễm ta nhất định nên sẽ không từ bỏ, liền tính tan xương nát thịt ta cũng muốn cùng người yêu ở bên nhau. Mục Thanh ca cười cười, ở cái này thế gian có thể làm được Hoa Linh người như vậy chỉ sợ không có vài người. Nhưng là ngươi có thể nói Hoa Linh là vô tình người sao, đúng đúng sai sai lại há là người khác một câu có thể ngắt lời. Thế gian hai cái yêu nhau người muốn ở bên nhau thật sự là quá khó khăn, càng khó chính là đối phương tâm. Bắc Tông sự tình giải quyết như thế nào? Mục Thanh Ca nhấp nước miếng hỏi. Bởi vì ấn Trần Ca ca nói biện pháp làm, Bắc Tông nhiều năm qua vẫn luôn đều khó có thể cùng chúng ta nhà nghèo chống lại. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn muốn lớn mạnh cắn nuốt rớt chúng ta nhà nghèo cũng là không có khả năng hơn nữa bọn họ nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ tới một hơi cắn nuốt rớt nhà nghèo, chỉ là rất kỳ quái chính là Bắc Tông nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều chưa từng cùng chúng ta nhà nghèo là địch. Lúc này đây lại giống như sau lưng có thế lực to lớn muốn cùng chúng ta chống lại giống nhau. Mục Thanh ca gật gật đầu nói, này cũng thật là chúng ta nghi ngờ địa phương, tạm thời còn không có được đến đáp án. Lần này chúng ta cùng Bắc Tông đối thượng nhưng thật ra cho ta rất nhiều dẫn dắt. Nga mục thanh ca cấp hoa linh đổ nước nghe hoa linh nói không khỏi nhướng mày ngẩng đầu nhìn hoa linh thấy nàng mặt mày chi gian mang theo thâm trầm đã không phải mới gặp như vậy ngây thơ mờ mịt bộ dáng mục thanh ca âm thầm gật gật đầu xem ra đã trải qua nhiều như vậy sự tình hoa linh đã chân chính trưởng thành đi lên mục thanh ca thực chờ mong nàng sẽ trưởng thành đến cái dạng gì lúc trước chúng ta nhà nghèo đệ tử quá mức ôn hòa, cũng không giỏi về cùng người làm đấu tranh, bởi vì ra ra vô tranh tâm tư cho nên chúng ta nhà nghèo đệ tử không có hiếu thắng tàn nhẫn. Mà bác tông tắc không giống nhau, bọn họ xông thẳng chúng ta nhà nghèo mà đến, nhiều lần ra tay trọng thương chúng ta nhà nghèo đệ tử, hơn nữa thủ đoạn ngoan độc vô tình. Ta suy nghĩ lúc này đây nhà nghèo có lẽ muốn một lần nữa chỉnh đốn một chút. Mục thanh ca tán đồng gật gật đầu, nhà nghèo nhiều năm qua vẫn luôn đều đứng ở giang hồ đỉnh núi vị trí, mà vị trí này làm không ít người thèm nhỏ rãi. Lại bởi vì kim kỵ hoa lão, kiên kỵ phượng tuyệt trần cho nên vẫn luôn cũng không dám có người hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy nhà nghèo đệ tử đại đa số đều là không hỏi thế sự tương đối ôn hòa. Mà lúc này đây Bắc Tông khiêu chiến tàn nhẫn có lẽ là muốn cho nhà nghèo tới một lần thay máu nhà nghèo đệ tử không mừng người tranh không mừng người đoạt nhưng là nên đối người tàn nhẫn thời điểm nên tàn nhẫn lên không cần phải một sợ thoái nhượng chính là hẳn là làm người trong thiên hạ biết nhà nghèo vị trí là không có người có thể lay động hoa linh được đến mục thanh ca duy trì đột nhiên gật gật đầu nói không sai không sai ta chính là nghĩ như vậy trở về lúc sau ta liền lập tức đi theo các trường lão thương nghị nhà nghèo rất nhiều chuyện quan trọng hiện giờ đều phải ở ngươi trên vai chịu trách nhiệm còn có kinh đô phong vân chỉ sợ cũng sẽ khiến cho nhà nghèo đong đưa ngươi cùng các trưởng lão muốn nhiều hơn chú ý đặc biệt là hoa lão trong khoảng thời gian này vân du bên ngoài cái này ta biết kim gia gia cùng thủy gia gia đều đã phái người đi xử lý mà ta có vài vị trưởng lão trợ giúp cũng nhất định khiêng được hoa linh kiên định nói nàng đã không còn là trước đây cái kia ngây thơ mờ mịt cái gì đều sẽ không tiểu nữ hài nàng hiện tại trên vai gánh nặng là càng ngày càng nặng nàng muốn bảo hộ nhà nghèo bảo hộ trần ca ca bảo hộ chính mình để ý người nhất định phải muốn trưởng thành hoa linh đi rồi mục thanh ca dựa vào ghế dựa thượng xoa xoa chính mình giữa mày phượng tuyệt trần đi vào tới liền trực tiếp đem mục thanh ca bế lên tới đặt ở chính mình trên đùi rất mệt mục thanh ca lắc đầu dựa vào phượng tiệt trần trên vai không mệt chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra bác tông sự ân nhiều năm như vậy tới bắc tông cho tới nay đều an phận thủ thường vì sao lần này sẽ bốn phía xâm lược nhà nghèo mục thanh ca tổng cảm giác chuyện này cùng kinh đô vị kia thoát không được can hệ phượng tiệt trần vòng lấy mục thanh ca vòng eo chuyện này giao cho ta mục thanh ca ngẩng đầu nhìn phượng tiệt trần ngươi đã biết chuyện này là ai làm khi nào ngươi mới có thể không như vậy nhạy bén Mục Thanh ca cười cười nói. Chỉ cần là liên quan đến chuyện của ngươi, ta liền sẽ đặc biệt nhạy bén. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. mươi 499, Phát Bệnh. Phượng Tiệt Trần duỗi tay quát một chút Mục Thanh ca mũi, cười cười. Không cần gạt ta, Mục Thanh ca giữ chặt Phượng Tiệt Trần tay, nàng không thích bị người gạt cảm giác. Phượng Tiệt Trần thở dài, ngươi suy nghĩ không sai. Mục Thanh Ca trong mắt hiện lên kinh ngạc thế nhưng thật sự cùng Phượng Hạo Hiên có quan hệ ta nghĩ hắn nhiều năm cũng coi như là vân du thiên hạ, khẳng định sẽ kết bạn rất nhiều giang hồ bạn bè. Nhưng là không nghĩ tới hắn Bắc Tông còn có quan hệ. Bắc Tông Tông Sư nhất đắc ý đồ đệ đó là Phượng Hạo Hiên. Mục Thanh Ca đôi mắt chừng lớn hơn nữa ta nghe nói Bắc Tông Thu đệ tử phi thường nghiêm khắc. Chưa từng có tu quá trong hoàng thất nhân vi đệ tử gàng đừng nói là Bắc Tông Tông Sư. Bác Tông Tông Sư cùng hoa lão giống nhau đối thu đồ đệ phi thường nghiêm khắc đã tuổi già lại chưa từng truyền ra quá thu đồ đệ tin tức. Hơn nữa hắn võ công cũng đã tới rồi xuất quỷ nhập thần nông nỗi. Sáng chế từ xa trưởng càng là độc bộ thiên hạ tuy so không được nằm nguyệt tầm công nhưng là công kích người lại phi thường độc ác thiên hạ không ít người đều sợ hãi không thôi. Cùng nằm nguyệt tầm công là hoàn toàn hai loại bất đồng công pháp bác Tông Tông Sư cùng Dương Gia có chút quan hệ, mà Phượng Hạo Hiên tư chất không tồi, bác Tông Tông Sư liền thu hắn, ngay cả từ xa trường đều truyền thụ cho hắn. Đủ để chứng minh Bắc Tông Tông Sư đối Phượng Hạo Hiên coi trọng. Hiện giờ nghĩ đến, bác Tông có thể vì Phượng Hạo Hiên làm như vậy. Đủ để chứng minh Phượng Hạo Hiên ở Bắc Tông nông nỗi đã tới rồi vô pháp lay động nông nỗi, cũng tuyết minh Bắc Tông Tông Sư có tâm muốn đem Bắc Tông giao cho Phượng Hạo Hiên liền giống như hoa lão tướng nhà nghèo giao cho Phượng Tiệt Trần giống nhau. Nhà nghèo đối thượng Bắc Tông ai thắng ai thua còn không nhất định. Hơn nữa Mục Thanh ca nhưng thật ra cảm thấy nhà nghèo sẽ thua cơ suất cũng không cao, Bắc Tông tuy rằng cũng là nhân tài đông đúc. Nhưng là hiện giờ nhà nghèo có hoa linh cùng ám một trống. Phượng Tiệt Trần gật gật đầu, nhà nghèo cùng Bắc Tông sự tình cũng không cần quá lo lắng, hiện giờ Linh Nhi cũng trưởng thành, có ám một ở bên cạnh giúp nàng, sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn mục thanh ca gật đầu gia luật uyển trong tay cầm một cái tiểu bình xứ đi đến dịch thủy hàn doanh trướng bên trong dịch thủy hàn đang xem binh thư nghe được thanh âm ngẩng đầu liền nhìn đến gia luật uyển hướng chính mình đi tới dịch thủy hàn mày nhíu lại cửa thủ vệ là chuyện như thế nào gia luật uyển đã biết dịch thủy hàn suy nghĩ cái gì lập tức nói bên ngoài thủ vệ không dám cản ta đây là chúng ta đại nhung tốt nhất trị liệu dược nói liền bước đi hướng dịch thủy hàn rồi sau đó duỗi tay bắt lấy Dịch Thủy Hàn cánh tay, phải cho hắn thượng dược. Dịch Thủy Hàn đột nhiên rút về chính mình tay, đại nhung công chúa, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng ta là đại nhung nữ tử, các ngươi nam sở này đó quy củ căn bản trói buộc không được ta. Gia Luật Uyển duỗi tay đi bắt Dịch Thủy Hàn tay. Dịch Thủy Hàn đứng lên tránh thoát Gia Luật Uyển tay, công chúa ngươi trở về đi. Dịch Thủy Hàn Gia luật uyển cũng đi theo đứng lên, không cần một mặt cự tiệt ta, người không thích ta, ta có thể chờ, nhưng là không cần liền như vậy một cái chờ đợi cơ hội đều không cho ta. Nàng từ nhỏ đến lớn cực nhỏ khóc chính là biết hắn cưới vợ lúc sau nàng lại khóc, nàng không sợ chờ đợi, bởi vì nàng chờ nổi, liền tính biết tiền đồ từ từ, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng là hắn lại như vậy một cái cơ hội đều bủn xỉn không nghĩ phải cho nàng. Gia luật uyển rũ mắt than nhỏ khẩu khí rồi sau đó đem trong tay dược bình đặt ở trên bàn, này dược hiệu quả thực hảo, ngươi nhớ rõ mặt. Gia luật uyển nói xong thẳng tắp hướng về phía trước bên ngoài đi đến, thế gian có rất nhiều sự tình là không thể cưỡng cầu, cảm tình coi như thuộc đệ nhất nàng vô pháp cưỡng cầu. Dịch thủy hàn nhìn gia luật uyển rời đi bóng dáng, rồi sau đó quay đầu lại nhìn trên bàn lấy bình dược, duỗi tay lấy qua sau gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Hôm sau, gia luật uyển vẫn luôn đứng ở doanh trướng bên ngoài một bộ màu ngân bạch váy áo đen nhánh tóc dài phi dương rõ ràng là thực nhu mỹ mặt nhưng lại cứ nàng đôi mắt có vô lễ nam từ anh khí làm nàng thoạt nhìn tăng thêm vài phần anh khí váy trắng đong đưa tóc đen phi dương nàng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn một phương hướng cái kia đang ở luyện binh tướng quân dịch thủy hàn mục thanh ca đi ra doanh trướng liền nhìn đến vẫn luôn đứng ở nơi đó gia luật uyển mục thanh ca chậm rãi đi qua Gia luật uyển nghiêng đầu nhìn mục thanh ca nói, ta không biết trên đời này có bao nhiêu nữ tử hâm mộ ngươi, nhưng là ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Cửu vương gia trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có ngươi một người. Mục thanh ca cười cười, nàng làm sao không biết đâu, chính là lại có mấy người biết nàng đã từng ở tiếp thu đoạn cảm tình này thời điểm bồi hồi bao lâu đâu. Đại nhung công chúa không cần như vậy khách khí, trực tiếp gọi tên của ta liền hảo. Mục thanh ca nhàn nhạt cười một chút, ngươi tính toán từ bỏ. Gia luật uyển rũ mắt cười một cái ta sẽ chờ, không biết có thể hay không thực dài lâu, nhưng là ta biết ta sẽ chờ. Nhân sinh vội vàng, rồi lại người cả đời đều hoa đang chờ đợi mặt trên, một đoạn cảm tình dài nhất đó là chờ đợi, cơ hồ mỗi người đều yêu cầu trải qua. Gia luật uyển che lại ngực ho khan vài hạ, mục thanh ca ghé mắt nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Vừa rồi liền cảm thấy nàng sắc mặt không phải thực hào. Gia luật uyển lắc đầu xua tay, không có gì trở ngại, khả năng cảm nhiễm điểm phong hàn. Nàng thân thể thực hảo, rất ít sinh bệnh, hiện giờ chỉ là có chút nóng lên, có thể là phong hàn. Mục thanh ca nhìn ra luật uyển thần sắc trầm tư nhân lại mày, luôn có một loại sự cảm bất hảo nhảy vào trong óc bên trong nhưng vẫn bắt không được rốt cuộc là cái gì. Phượng Tuyệt Trần ôn hòa nước lạnh ngồi ở chủ trong quân doanh, Phượng Tuyệt Trần nói, đã tu được từ kinh đô truyền đến ý chỉ, làm chúng ta tức khắc khởi hành hồi kinh. Dịch Thủy Hàn gật gật đầu, đây là bọn họ dự kiến bên trong sự tình, hoàng thượng hy vọng Đại Nhung quy thuận, nhưng là lại không hy vọng Đại Nhung quy thuận vương gia. Đại Nhung bên kia đã phái người lại đây, Đại Nhung vương sẽ cùng chúng ta cùng nhau hồi kinh. Dịch Thủy Hàn nói, "Ân." Mục Thanh Ca đi vào tới, thoạt nhìn các ngươi đã quyết định khi nào hồi kinh. Dịch Thủy Hàn đứng lên kêu một tiếng, "Cửu Vương phi." Sau đó chuẩn bị lui ra mục thanh ca lại ở ngay lúc này nói dịch tướng quân chớ có chờ đến mất đi lúc sau mới biết được quý trọng bỏ lỡ đó là trung thân tiếc nuối đến lúc đó đau lòng không chỉ là ngươi còn có một cái chảy huyết nữ tử dịch thủy hàn bước chân đột nhiên một đốn rồi sau đó chờ mặc đối với phượng tuyệt trần chắp tay thi lễ lúc sau lui xuống mục thanh ca có chút thương tâm nhìn phượng tuyệt trần thật là không rõ các ngươi cổ nhân tư tưởng như thế nào là cái dạng này phượng tuyệt trần duỗi tay kéo qua mục thanh ca thủ đoạn đem nàng kéo ngồi ở chính mình trên đùi vòng lấy nàng vòng eo vậy còn ngươi ngươi lúc trước không phải cũng là do dự thật lâu đó là bởi vì các ngươi nam nhân đều là nam tôn nữ ti nam nhân tam thê tư thiếp huống chi là trong hoàng thất người ta cái này tân nhân loại sao có thể tiếp thu phượng tuyệt trần cười chống mục thanh ca ngạch cát may mà ngươi nghĩ thông suốt mục thanh ca khóe miệng cong lên may mà ta không có sai quá ngươi phượng tuyệt trần cúi đầu hôn hôn mục thanh ca cong lên khóe miệng đang định gia tăng phong ngâm lại ở ngay lúc này vội vã chạy tiến vào vương gia vương phi không hào nhìn đến bên trong này phúc tình cảnh phong ngâm bước chân đột nhiên nghe xong xuống dưới suýt nữa ngã chết trên mặt đất chính là hiện giờ cũng bất chấp nhiều như vậy bên ngoài liên tiếp có mấy cái tướng sĩ đều sinh ra nóng lên tình huống liên tiếp té xỉu đi qua từ đại nhung bên kia truyền đến tin tức cũng có vài hộ nhân ra sinh ra loại tình huống này mục thanh ca cùng phượng tiệt trần liếc nhau mục thanh ca đáy lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt mà đến nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc